tất nhiên hiểu rồi. Cho dù là thôn tính hay thay thế, trọng điểm vẫn là thần sa mạc có tự nguyện hay không. Bây giờ đã phát triển đến mức này, chỉ cần không thay đổi đột ngột, việc để Bạch Túc thôn tính là điều chắc chắn. Chẳng bao lâu, sa mạc chi hải xuất hiện động tĩnh, Thương ấp và thần sa mạc đã đàm phán xong. Trên cơ sở những điều kiện ban đầu, Úc Nhiên lại bổ sung thêm một vài điều kiện, trọng điểm vẫn là nhắm vào bầy cáo đen chín đuôi đó. Thần sa mạc thu hồi quyền kiểm soát sa mạc chi hải, bắt đầu phân chia khu vực. Theo như đã thỏa thuận trước đó, chia khu vực sa mạc chi hải thành hai phần, họ và thần sa mạc mỗi bên chiếm một phần, ở giữa là vùng cách ly. Nói là cách ly, nhưng cũng là chia cho họ. 2/3 lãnh thổ thuộc về họ, thần sa mạc chỉ còn lại 1/3. Năng lượng của thần sa mạc bắt đầu thu hồi, những khu vực không có thần lực kiểm soát, bầu trời u ám, xám xịt, âm u, tràn đầy tử khí. Sau khi Thương ấp và An Tác trở về, Thương ấp liền để Bạch Túc bắt đầu thôn tính. Nhiệm vụ trừng phạt của Bạch Túc là thôn tính 1/5 không gian của sa mạc chi hải. Không giới hạn thời gian, sau đó để cậu tự do phát huy. Thương ấp trở lại bên cạnh cô, ôm cô một cách thân mật, vùi đầu vào cổ cô, nói, những điều kiện em nói, thần sa mạc đều đồng ý. Lời nguyền cũng đã được lập, sau này nó không thể ra tay với chúng ta nữa. Úc Nhiên thở phào nhẹ nhõm. Bất kể lời cầu hòa ban đầu của thần sa mạc là thật lòng hay có mục đích khác, chỉ cần đã lập lời nguyền, nó sẽ không thể ra tay với họ nữa. Dù trong lòng không cam tâm, vẫn còn dã tâm, cũng không thể trực tiếp ra tay với họ. Điều này đảm bảo an toàn cho họ rất nhiều. Úc Nhiên chắc chắn thần sa mạc vẫn chưa từ bỏ ý định. Lúc đó dùng lối vào thế giới loài người làm điều kiện để cầu hòa với cô, cũng chỉ là muốn cô rời đi. Nếu thật sự muốn cầu hòa, thật sự không muốn đánh nhau nữa, thì trực tiếp đưa họ cùng hòn đảo ra khỏi sa mạc chi hải là được rồi. Nó không chịu từ bỏ hòn đảo, trong lòng vẫn còn chút chấp niệm. Việc từ bỏ 2/3 lãnh thổ và lời nguyền không được làm hại họ, chắc đã khiến chút chấp niệm còn sót lại trong lòng thần sa mạc tiêu tan gần hết. Cách cầu hòa này có lợi nhất cho chúng ta, Úc Nhiên nghiêm túc nói. Thương ấp cọ cọ vào cổ cô một cách dịu dàng, động tác như có như không mang theo vài phần trêu chọc. Úc Nhiên bị làm cho ngứa ngáy, phản ứng lại, liền đẩy đầu cáo ra một cách ghét bỏ. Đừng nghịch nữa, đang nói chuyện nghiêm túc mà. Thương ấp nắm lấy tay cô, vùi đầu vào cổ cô tiếp tục cọ cọ, nhưng lần này anh đã an phận, chỉ nhẹ nhàng dựa vào. Chuyện nghiêm túc đã kết thúc rồi, em không cần lo lắng về bầy cáo đen chín đuôi đó, họ không thể gây rối được. Dù họ có tìm được cơ hội để bắt cóc con gái, trên người con bé còn có Hắc Long và Sơn Xuyên Chi Linh, không dễ dàng khống chế được. Thương ấp yên tâm về con gái hơn là yên tâm về Úc Nhiên. Hơn nữa, Mao Na và bầy cáo đó sẽ không trực tiếp làm hại con gái. Úc Nhiên ôm anh, nhẹ giọng nói, con gái còn nhỏ, em chăm sóc con bé mỗi ngày, dù anh không ở bên cạnh em. Những đứa con khác cũng sẽ ở bên cạnh em, bầy cáo đó không tìm được cơ hội để bắt cóc con gái đâu. Bây giờ em lo lắng cho anh cả và những người khác. Thương ấp, đừng lo, đây là một sự rèn luyện đối với họ. Úc Nhiên liếc anh một cái, mỗi lần gặp chuyện, anh đều nói là rèn luyện. Khóe miệng anh khẽ nhếch lên, đây đúng là rèn luyện. An Tắc là thủ lĩnh tiếp theo của bộ lạc chúng ta, điều này không có nghĩa là con bé có thể thuận lợi trở thành thủ lĩnh. Nếu Úc Mộc và Úc Tinh có hứng thú, cũng có thể tranh giành. Điều kiện cơ bản nhất để tranh giành vị trí thủ lĩnh là thực lực. Ngoài thực lực, còn cần sự ủng hộ của thú nhân. Bây giờ Mao Na và những người khác muốn ủng hộ con gái làm thủ lĩnh, điều này có tác động rất lớn đến việc An Tắc trở thành thủ lĩnh. Mao Na muốn ủng hộ con gái làm thủ lĩnh, hoặc là thành lập bộ lạc mới, hoặc là trực tiếp cướp bộ lạc của chúng ta. Nếu họ chọn cướp, thì tình hình của An Tắc mới căng thẳng. Em cũng đừng quá lo lắng, con gái còn nhỏ, bây giờ không làm được gì, đợi sau này lớn lên, bầy cáo đó mới trở nên cực đoan. Ý rất đơn giản, thú con còn chưa mọc lông, không làm được gì. Thực ra trong lòng Thương ấp lo lắng là có cáo sẽ lợi dụng con gái để trở thành người kiểm soát tộc cáo đen chín đuôi, đến lúc đó con gái sẽ chỉ là con rối. Khó tránh khỏi việc có cáo có suy nghĩ lệch lạc như vậy. Nhưng chuyện này anh chỉ nghĩ trong lòng, không nói với Úc Nhiên. Nếu đến lúc con gái có thể bị họ thao túng tùy ý, thì cả nhà họ đều đã chết hết rồi. Tình huống đó tuyệt đối sẽ không xảy ra, anh cũng tuyệt đối không cho phép nó xảy ra. Bạch Túc bắt đầu mở rộng kết giới hòn đảo, những người trong bộ lạc có thể giúp đỡ đều đến hỗ trợ. Khu lều trại chỉ còn lại Úc Nhiên và con gái, cùng với cáo lớn đang nằm lim dim phơi nắng bên cạnh, dáng vẻ thật thoải mái. Mao Na là trưởng lão của bầy cáo đó, vậy có phải còn có thủ lĩnh không? Úc Nhiên nghĩ đến điều này, tò mò hỏi. Thương ấp thờ ơ trả lời, ừ, thủ lĩnh của bầy cáo đó là con của Mao Na, đã chết rồi. Đội ngũ không có thủ lĩnh, bây giờ Mao Na là người chỉ huy tối cao. Úc Nhiên lại hỏi, bên đó không có giống cái sao? Nếu chỉ là một bộ lạc di chuyển, không thể nào không có giống cái nào, thú con cũng có nhiều như vậy. Ánh mắt Thương ấp lóe lên,
Họ nói là phát hiện ở biển có giống cái sinh ra mang đặc điểm thú hình, liền đến đây, trên đường đi đã gặp phải thú hoang, xảy ra trận chiến quy mô lớn. Các giống cái chết cũng có, bị thương cũng có, bị thương quá nặng, cuối cùng không ai sống sót. Úc Nhiên khẽ cười, tôi không tin lời giải thích này, sức chiến đấu của họ cũng không yếu, không thể nào không bảo vệ được một giống cái nào, cũng không thể nào không có một thú con nào. Thương ấp không thể phủ nhận, tạm thời anh không có thời gian để điều tra chuyện của họ, họ nói sao thì là vậy, đợi đến mùa xuân, thời tiết ấm áp, anh sẽ để thú nhân biết bay ra ngoài điều tra. Bầy cao đó có quá nhiều điểm đáng ngờ. Úc Nhiên gật đầu. Những chuyện cô lo lắng, Thương ấp đã nghĩ đến từ lâu, cũng đã có cách đối phó. Bây giờ thần sa mạc đã an phận, chuyện đánh đấm không cần cô lo, cô muốn yên tâm xây dựng. Thương ấp nghĩ đến điều gì đó, nói, thần sa mạc đã nói cho An Tắc biết lối vào thế giới loài người. An Tắc đã đánh dấu, có phải là thế giới em từng sống hay không thì anh không chắc, thần sa mạc cũng không chắc. Úc Nhiên bình tĩnh nói, có rất nhiều thế giới khác, có rất nhiều thế giới có loài người sinh sống. Nó đương nhiên không thể xác định được em đến từ thế giới nào, cũng không phải nó đưa em từ thế giới khác đến đây. Anh cả đã đánh dấu cũng tốt, mấy đứa nhỏ đó luôn muốn đến thế giới loài người chơi, sau này có cơ hội thì để chúng đi chơi. Thương ấp, được, thực ra, trong những điều kiện mà Úc Nhiên bổ sung sau đó, không có lối vào thế giới loài ngu ổ một. Điều cô muốn là nếu một ngày nào đó, bầy cáo đen chín đuôi, hoặc thậm chí là thú nhân khác ra tay với họ, muốn làm hại con gái, thần sa mạc phải ra tay giúp đỡ. Chỉ cần ở trong phạm vi của sa mạc chi hải, nếu họ cần, nó phải giúp đỡ trong khả năng của mình. Bình thường thì không can thiệp lẫn nhau, nhưng nếu có chuyện gì xảy ra, nó phải ra tay. Vô hình chung đã trói buộc thần sa mạc, biến nó thành con bài tẩy của họ. Tình huống của bầy cáo đen chín đuôi rất đặc biệt, có một số việc Úc Nhiên phải cân nhắc. Đây là để chuẩn bị cho con gái. Tình huống của con bé quá đặc biệt đối với thú nhân, để tránh sau này xảy ra chuyện gì, tốt nhất là nên tăng thêm lực lượng đồng minh. Cứ như vậy, thần sa mạc vốn là kẻ thù không đội trời chung, giờ đã trở thành đồng minh nửa vời. Không có kẻ thù tuyệt đối, cũng may là thần sa mạc đã kịp thời cầu hòa, có cơ hội đàm phán, nếu không đến mức không thể cứu vãn, không ai biết sẽ ra sao. Vài trận chiến này cũng khiến thần sa mạc phải trả giá đắt, không gian mà nó đã nuôi dưỡng bấy lâu, nói từ bỏ là từ bỏ, còn phải lập lời nguyền, cũng coi như là đã nhận được hình phạt thích đáng. Chuyện này tạm thời có thể bỏ qua. Thần sa mạc nói nó muốn đi tìm thần san hô, Thương ấp đột nhiên nói. Úc Nhiên giữ người vài giây, sau đó phản ứng lại, thốt lên một tiếng chửi thề. Thần san hô mà nó yêu hận đan sen sao? Vậy, lúc trước thần sa mạc nói đổi mục tiêu để sinh sản là đang nhắm vào thần san hô sao? Thật là, thần minh sinh sản với thần minh sẽ thế nào? Không, nói chính xác là cát và san hô kết hợp, sẽ tạo ra cái gì? Thương ấp nghiêm nghị, kiểu kết hợp kỳ quái giữa các chủng tộc này, trong đầu anh không có truyền thừa nào liên quan. Tạm thời chưa có lời giải. Đợi đến khi chúng thật sự sinh sản thì sẽ biết. Úc Nhiên sau đó khẽ cười, Bạch Túc chắc sẽ sớm có em trai hoặc em gái rồi. Nghĩ cũng thấy hơi buồn cười, thần sa mạc đã được giải quyết, không gian được phân chia, Bạch Túc đã bắt đầu nỗ lực thôn tính. An Tắc và Sơn Xuyên Chi Linh đều ở bên cạnh giúp đỡ cậu, liên tục cung cấp năng lượng cho cậu, duy trì động lực tiếp theo. Mãi đến khi trời tối, giọng nói của hệ thống mới vang lên. Ký chủ, nhiệm vụ trừng phạt của Bạch Túc đã hoàn thành, đã thôn tính thành công 1/5 không gian của sa mạc Chi Hải. Phần thưởng nâng cấp thần lực của Bạch Túc được nhân đôi. Phần thưởng nâng cấp không gian trồng trọt của ký chủ được nhân đôi. Úc Nhiên không biết thần lực của Bạch Túc được nâng cấp, mỗi lần nâng cấp có thể tăng bao nhiêu thần lực. Có thể nâng cấp là tốt rồi. Còn không gian trồng trọt của cô lần này được nâng cấp gấp đôi, nhận được 20 ô trồng trọt, phạm vi không gian cũng được mở rộng không ít. 1/5 khu vực của sa mạc Chi Hải đã bị thôn tính, hành động thôn tính của Bạch Túc vẫn đang tiếp tục. Không cần lo lắng thần sa mạc sẽ đến đánh lén, cuộc sống bỗng nhiên yên bình hơn rất nhiều. Sau khi ăn tối xong, Úc Nhiên bế con gái ngồi trên khúc gỗ, ngẩng đầu nhìn kết giới tỏa sáng lấp lánh trên đầu. Cảnh đêm này cũng khá độc đáo. Hệ thống, chúc mừng ký chủ mở khóa nhiệm vụ nuôi dưỡng của Mac O, bắt hải sản, thời gian 6 tiếng. Phần thưởng được trao dựa trên số lượng hải sản bắt được. Phần thưởng của ký chủ cũng vậy, nhiệm vụ nuôi dưỡng của Mac O bất ngờ xuất hiện. Úc Nhiên hít một hơi thật sâu, chắc là người cá nhỏ đó đã lâu không ra biển chơi rồi. Vào thời điểm biển lạnh hơn bình thường, việc ra biển bắt hải sản đối với người cá nhỏ ở giai đoạn này, độ khó đã tăng lên. Bây giờ ở biển chắc là buổi chiều, cô lẩm bẩm một mình. Nhiệm vụ giới hạn thời gian đã bắt đầu đếm ngược. Thời gian có hạn, không thể đợi đến khi trời sáng để mắc ổ đi, hoặc là không thực hiện nhiệm vụ, đợi nhiệm vụ thất bại, rồi mở nhiệm vụ trừng phạt. Em muốn ra biển chơi à? Lam Du không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng cô, nhẹ giọng hỏi. Úc Nhiên giữ người một lúc,
rồi trả lời, tôi không muốn đi, bên đó lạnh lắm. Tôi chỉ đang nghĩ, với cái lạnh hiện tại của biển, Mark có chịu đựng được không? Trước đây thấy Đặc Lý Khắc và những người cá trưởng thành khác hình như không bị ảnh hưởng gì. Cô thuận miệng nói một câu, nhưng không ngờ rằng, Lam Du liền quay đầu nhìn Mark đang ở trong thùng gỗ bên trong lều, nói, Mark, Úc Nhiên bảo em ra biển cảm nhận cái lạnh. Úc Nhiên, cậu ở chung với Úc Tinh lâu quá, nên đồng bộ với con bé rồi sao? Mark quay đầu lại, không chút do dự đáp, được à? Úc Nhiên ôm trán. Một người dám nói như vậy, một người dám trả lời như vậy. Cô đưa tay ôm lấy cái cổ nhỏ nhắn của Lam Du, dùng tay kia xoa đầu cậu. Tính cách hoạt bát hơn rồi đấy, vui lắm sao? Nếu là Lam Du trước đây, tuyệt đối sẽ không nói và làm như vậy. Chú xếu nhỏ ủ rũ bây giờ đã hoạt bát hơn rất nhiều, đôi mắt u ám cũng có thêm nhiều ánh sáng. Lam Du cúi đầu, gật đầu. Vui hả? Rất vui. Niềm vui hiện tại của cậu đều là do Úc Nhiên mang lại. Chính cô đã cứu cậu ra khỏi bóng tối, cho cậu cảm nhận được sự quan tâm, lo lắng, cho cậu cảm nhận được sự ấm áp giữa những người bạn. Điều này đã mang lại ánh sáng, hy vọng cho cậu, người đang sống lay lắt. Bây giờ, mỗi ngày cậu đều cảm thấy rất trọn vẹn, làm gì cũng vui vẻ. Úc Nhiên dịu dàng nhìn cậu, nói, tôi cũng rất vui vì cậu có thể vui vẻ như vậy. Lam Du cúi đầu ngoan ngoãn đáp lại. Bên kia, Úc Tinh đang vác Mark vẻ mặt bất lực đi tới. Mẹ, ra biển làm gì ạ? Bắt hải sản hay làm gì? Con bé hào hứng hỏi. Úc Nhiên nhìn dáng vẻ của con bé, khóe miệng giật giật. Cô nói, chỉ là muốn xem Mark có chịu được cái lạnh hiện tại không, tiện thể bắt chút hải sản về. Mẹ muốn ăn cua, muốn ăn hải sản khác. Không cần sắp xếp kế hoạch huấn luyện gì cả. Chỉ cần cô nói muốn ăn gì, thú con cưng chiều mẹ, đều sẽ lao ra biển bắt hải sản. Vâng, mẹ đợi nhé, con và Mark sẽ đi cùng nhau. Úc Tinh nói xong, không đợi Úc Nhiên lên tiếng, liền vác Mark chạy xuống núi. Mark đã không còn sức phản kháng, vẫy tay chào tạm biệt Úc Nhiên. Không có chân không đi được, có thể được vác trên vai như vậy, cậu không thể quá kén chọn. Úc Nhiên cạn lời. Tôi đi cùng, Lý Hách chậm rãi đi theo. Úc Nhiên gọi với theo, tìm thêm thú nhân được khác đi cùng. Lý Hách, biết rồi. Nhìn bóng dáng Lý Hách khuất khỏi tầm mắt, cô cũng không quan tâm đến tình hình nhiệm vụ nữa. Tùy Mark làm thế nào, 6 tiếng sau sẽ kết thúc. Không thực hiện nhiệm vụ sẽ thất bại. Đã thực hiện thì dù thu hoạch được bao nhiêu, cũng coi như đã thực hiện, phần thưởng được tính theo số lượng thu hoạch. Úc Nhiên cũng không quản họ nữa, khí hậu ở biển bất thường, thú con sẽ gọi thêm thú nhân được khác đi cùng, sau một thời gian dài náo loạn. Bây giờ cả hòn đảo đều yên tĩnh, tâm trạng của cô cũng hiếm khi được thư giãn. Tiếp tục ngồi đó ngắm trời, ngắm Úc Mộc đang lừa đám cáo nhỏ mới đến. Lam Du im lặng ở bên cạnh. Mãi đến khi con gái cần bú sữa, Asa bế con bé đến tìm Úc Nhiên, cô mới bế con gái về nhà che cho bú. Cho con bú một lúc, cô cũng ngủ thiếp đi. Trong cơn mơ màng, con gái trong lòng bị bế đi, Úc Nhiên giật mình tỉnh giấc, thấy Thương Ấp đang bế con gái, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Ngủ tiếp đi, Thương Ấp dịu dàng nói. Hai mẹ con đều ngủ rồi. Hơn nữa con gái còn ngủ ở vị trí của anh, đương nhiên phải bế con bé đến chỗ của nó. Vị trí trong cùng. Sau khi đặt con gái xong, Thương Ấp mới hài lòng nằm xuống bên cạnh Úc Nhiên, ôm cô dỗ dành cô ngủ, cuộc sống trở lại yên bình. Sau khi trận chiến với thần sa mạc kết thúc, việc xây dựng bộ lạc lại được tiếp tục. Mana và bầy cáo đen chín đuôi đó là một đội lao động hùng hậu. Họ cũng coi như là tạm thời gia nhập bộ lạc, Thương Ấp đã sắp xếp công việc cho họ. Còn đám cáo nhỏ, Úc Mộc dẫn chúng đi khai hoang trồng trọt, cũng tận dụng sức lao động nhỏ bé. Úc Nhiên biết cáo lớn đã dậy từ sớm để ra ngoài làm việc, cô ngủ thêm một lúc, đợi con gái tỉnh dậy, cho con bú xong cũng dậy. Rửa mặt, ăn cơm, xem nhiệm vụ nuôi dưỡng. Cô không biết mấy đứa nhỏ đi biển đã về lúc nào, nhiệm vụ đã kết thúc, hiển thị là chờ quyết toán. Úc Nhiên nhìn số lượng hải sản mà Mark bắt được, không khỏi buồn bực. Hệ thống nói phần thưởng được trao dựa trên số lượng hải sản bắt được. Hệ thống ghi lại, Mark đã bắt được tổng cộng 10 loại hải sản trong vòng 6 tiếng quy định. 10 loại là số lượng loại, chứ không phải trọng lượng. Cô mở không gian trồng trọt ra xem, bên trong có rất nhiều hải sản, số lượng hoàn toàn vượt quá 10 loại. Cô quyết toán nhiệm vụ. Hệ thống, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ nuôi dưỡng của Mark. Trong vòng 6 tiếng quy định, Mark đã bắt được tổng cộng 10 loại hải sản, phần thưởng là thức tỉnh 20% thuật điều khiển và 3 điểm tăng cường dị năng. Ký chủ được thưởng 100 thẻ cường hóa thuộc tính, ngẫu nhiên. Thuật điều khiển của Mark đã thức tỉnh 50%, cộng thêm 20% hiện tại là 70% rồi, thêm vài nhiệm vụ nữa là có thể thức tỉnh hoàn toàn. Sau khi quyết toán nhiệm vụ nuôi dưỡng của Mark, Úc Nhiên lại xem nhiệm vụ thu hút thú nhân của An Tắc, phát hiện tiến trình nhiệm vụ đã thay đổi. Sau khi Mauna và bầy cáo đen chín đuôi vào đảo,
hệ thống đã tự động tích lũy số lượng. Số lượng của họ đã cố định, nhưng lúc này lại thêm 6 người. Tối qua lại có thú nhân mới gia nhập bộ lạc sao? Cô đang định quay đầu hỏi người khác, thì Liệt Nhất ôm một quả đào, đáng yêu chạy về phía cô. Cô nhìn cậu, kiên nhẫn chờ cậu đến gần. Liệt Nhất đến bên cạnh cô, ngồi phịch xuống, cúi đầu ăn đào. Mọi người đều đi làm việc rồi sao? Úc Nhiên hỏi. Khi cô đến ăn sáng, ở khu lều trại chỉ có Đới Ni và Asa, bây giờ một người chạy đi tìm Lý Hách rồi, một người giúp chồng con. Không biết Liệt Nhất từ đâu chui ra. Gấu con gật đầu, có người đi làm việc, cũng có người đi sắp xếp chỗ ở cho thú con mới đến. Tối qua An Tắc cũng đi biển, lúc về đã mang theo vài thú con. Mấy thú con đó là của bộ lạc gần biển, vì bộ lạc thiếu thức ăn, để tiết kiệm thức ăn, đã để đám thú con quyết đấu, người thua bị đuổi ra ngoài. An Tắc và những người khác tình cờ gặp được vài đứa, liền mang về. Thực ra sức chiến đấu của chúng cũng không yếu, sau khi ăn no đã đánh nhau với đám cáo nhỏ đó, cũng thắng vài trận. Úc Nhiên nhớn mày, con trai ngoan của cô đã được cáo lớn dạy dỗ rất tốt, cộng thêm những thú con khác hỗ trợ. Không nói gì khác, ít nhất những thú con trong bộ lạc đều bị thu phục hoàn toàn, đám cáo nhỏ của Mauna sớm muộn gì cũng bị An Tắc thu phục. Những thú con được An Tắc cưu mang, đương nhiên sẽ hoàn toàn tin tưởng cậu. Thú con lớn rất nhanh, có thể trong lúc bạn không để ý, chúng đã trở nên rất mạnh mẽ. Đây cũng là một cách lôi kéo. Nếu An Tắc tiếp xúc quá nhiều với thú nhân được trưởng thành, khiến Mauna và những người khác cho rằng đó là lôi kéo, là bồi dưỡng thân tín của mình, chắc chắn sẽ ngăn cản. Thú con mà, đánh đánh nhau nhau, ăn uống vui chơi, họ sẽ không quá để tâm. Trong đám cáo nhỏ đó có hai con đã thức tỉnh dị năng, chúng cũng đi theo Úc Mộc khai hoang trồng trọt sao? Úc Nhiên hỏi. Liệt Nhất ngừng ăn đào, hơi bất lực nói, không ạ, trong đám cáo nhỏ đó, chỉ có hai con cáo nhỏ đã thức tỉnh dị năng không đến. Chúng vẫn luôn ở bên cạnh Mauna, những con cáo nhỏ khác đều đi chơi với Úc Mộc. Úc Nhiên hiểu rồi. Xem ra trưởng lão Mauna cũng có phòng bị, không để những con cáo nhỏ có tư chất tốt tiếp xúc với An Tắc và những người khác. Còn những con cáo nhỏ bình thường, có bị An Tắc lôi kéo hay không cũng không sao. Mặt khác, đây cũng là để bảo vệ hai con cáo nhỏ đã thức tỉnh dị năng đó, tránh bị Úc Tinh đánh. Nếu bị đánh cho te tua, những con cáo lớn đó chắc sẽ khóc thét. Cáo nhỏ có tư chất tốt thì để trong tầm mắt. Cáo nhỏ tư chất bình thường thì cứ thả rông. Úc Nhiên cũng không quan tâm đến tư chất của đám cáo nhỏ đó, dù sao có thể giúp làm việc là được rồi. Cô không tiếp tục chủ đề này nữa. Ánh mắt không khỏi dừng lại trên người Liệt Nhất, cẩn thận quan sát. Liệt Nhất bị nhìn đến mức hơi ngại ngùng, vùi đầu vào quả đào đã cắn một nửa. Con biết con béo rồi, con sẽ ăn ít lại. Úc Nhiên mỉm cười, béo thì béo một chút, nhưng cũng lớn hơn rồi. Muốn ăn thì cứ ăn, không sao cả, ăn xong thì vận động nhiều một chút. Nghe cô nói vậy, Liệt Nhất vui vẻ lắc lư cái eo gấu nhỏ nhắn, đáp lại, rồi tiếp tục ăn đào. Hệ thống, chúc mừng ký chủ mở khóa nhiệm vụ nuôi dưỡng của Liệt Nhất, trồng rừng đào. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, phần thưởng của Liệt Nhất sẽ được tính theo mỗi cây đào là một lần cường hóa thuộc tính. Phần thưởng của ký chủ là 10 điểm tích lũy cho mỗi cây đào, nhiệm vụ của gấu con đã đến. Quả nhiên gấu và đào là một cặp. Bây giờ phạm vi của hòn đảo đã mở rộng nhiều chưa? Úc Nhiên hỏi. Liệt Nhất gật đầu lia lịa, mở rộng rất nhiều ạ. Khu vực mở rộng bây giờ thế nào? Có cây cối gì mọc không? Không ạ, lúc con xuống núi chơi không thấy gì cả, chỉ có sa mạc chọc lóc. Úc Nhiên gật đầu, vậy thì, con chọn một khu vực để trồng đào. Con chỉ cần phụ trách cây đào mà con. Trồng đào là việc mà Liệt Nhất thích nhất, đào càng là thứ cậu yêu nhất. Nghĩ đến việc vườn đào và vườn cây ăn quả mà mình vất vả trồng trước đây đã bị Trầm Thích và đồng bọn cướp mất, ánh mắt Liệt Nhất bỗng tối sầm lại. Con sợ cây ăn quả mà chúng ta vất vả trồng lại bị cướp mất hoặc bị phá hoại. Cậu nhớ lại vườn cây ăn quả trước đây, vẻ mặt buồn bã. Úc Nhiên xoa đầu cậu, nói, lần này sẽ không đâu, bây giờ chúng ta không chỉ có Bạch Túc mà còn có Sơn Xuyên Chi Linh nữa. Sơn Xuyên Chi Linh rất giỏi trồng trọt. Có hai người bọn họ bảo vệ, vườn cây ăn quả sẽ không bị cướp nữa. Con xem, trên núi chúng ta có rất nhiều cây ăn quả, cũng có một số cây đào, nhưng đều phân tán, không tập trung mọc thành một khu. Chúng ta sẽ tạo ra vườn cây ăn quả, để những cây ăn quả đó mọc cùng nhau theo từng loại, những phần còn lại sẽ được dọn sạch để trồng rau. Dưới chân núi là vườn cây ăn quả, trên núi là đất trồng trọt. Đều được sắp xếp ổn thỏa. Nghe vậy, vẻ mặt Liệt Nhất mới bớt buồn. Cậu cầm hạt đào trong tay, ngẩng đầu nhìn Úc Nhiên. Úc Nhiên, chúng ta cùng nhau trồng đào nhé. Giọng nói mềm mại, trẻ con này khiến Úc Nhiên không thể từ chối. Cô mỉm cười đồng ý. Đường xuống núi hơi xa, Úc Nhiên liền để Asa đưa họ xuống. Kết giới của hòn đảo đã mở rộng ra khá xa. Từ khu vực cũ của hòn đảo, đi vào khu vực mới được thôn tính, Asa đi trên cát vàng,
bước chân chậm lại rất nhiều. Bên này là đồng cỏ xanh mướt, bên kia là cát vàng cằn cỗi, hai bên tạo thành sự tương phản rõ rệt. Úc Nhiên ngước nhìn phạm vi kết giới bảo vệ, trong tầm mắt của cô, không nhìn thấy rìa kết giới. Phạm vi thôn Tính khá lớn, chúng ta đừng đi quá xa, cứ tìm một chỗ ở đây để trồng trọt, Úc Nhiên nói. Vị trí hiện tại là ở phía bên phải của hòn đảo. Trong những khu vực mới được mở rộng, có thể chọn bất kỳ vị trí nào, những khu vực cát vàng đó đều cần được tận dụng để trồng trọt. Asa dừng lại, quay tại chỗ vài vòng, suy nghĩ xem nên chọn vị trí nào thì tốt hơn. Liệt Nhất trên lưng thỏ liền nhảy xuống, chạy sang bên cạnh. Asa lập tức đuổi theo. Lực lượng chính để trồng vườn đào là Liệt Nhất, khu vực trồng trọt tự nhiên do cậu chọn. Khu vực rộng lớn như vậy, cứ tùy ý chọn. Liệt Nhất chạy một lúc mới dừng lại. Úc Nhiên nhìn, vị trí đó đã ở phía sau của hòn đảo. Liệt Nhất quay lại nhìn Úc Nhiên, ánh mắt lấp lánh chờ đợi. Úc Nhiên mỉm cười, ừ, vậy thì trồng vườn đào ở đây. Việc trồng vườn đào giao cho con cứ tự do phát huy. Trước khi chính thức trồng, hãy để Sơn Xuyên Chi Linh gia trì sức mạnh vào đây. Vừa dứt lời, một luồng ánh sáng xanh lục lan tỏa từ phía hòn đảo, bao phủ cát vàng, như một dòng chảy xanh lục trong suốt. Nơi nào ánh sáng xanh lục đi qua, cát vàng liền nảy mầm, cỏ xanh mọc lên với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, cuối cùng trở nên xanh tươi. Sức mạnh của Sơn Xuyên Chi Linh đã lan tỏa khắp khu vực cát vàng này. Có sự gia trì của Sơn Xuyên Chi Linh, sa mạc có thể trồng cây tốt hơn. Để cải thiện chất lượng của cát, Úc Nhiên lấy ra rất nhiều đất dinh dưỡng, trộn đất dinh dưỡng với cát, cộng thêm sự gia trì của Sơn Xuyên Chi Linh, đất cát có thể nuôi dưỡng hạt giống tốt hơn. Họ đến đây, không có thú nhân nào khác đi cùng, công việc nặng nhọc như giải đất dinh dưỡng tự nhiên do Asa đảm nhiệm. Anh ta cứ tùy ý giải, chạy chỗ này một chút, chạy chỗ kia một chút, cũng không cần phải trộn đất dinh dưỡng với cát, chỉ cần chạy vài vòng trên đó là được. Trong khi Asa đang trộn đất dinh dưỡng, Úc Nhiên và Liệt Nhất chuẩn bị hạt đào. Cô ngồi trên bãi cỏ, một tay bế con gái, một tay sắp xếp hạt đào. Các loại hạt, hạt giống, trong không gian của cô đều có dự trữ. Vườn đào mà họ phát hiện trong sa mạc Chi Hải trước đây là do ban đầu khi họ vào sa mạc Chi Hải, Liệt Nhất đã ném một hạt đào, rồi nó phát triển thành rừng. Bây giờ lại trồng vườn đào một lần nữa, vẫn là do chú gấu con này tự tay trồng. Trước đây chúng ta đã thu thập được rất nhiều hạt giống, có rất nhiều hạt đào, hôm nay chắc không trồng hết được, Úc Nhiên nói. Giữ khoảng cách giữa các cây, đào yêu thích của con giao cho con trồng. Liệt Nhất rất vui, cậu ôm vài hạt đào, quay đầu bắt đầu chọn vị trí. Úc Nhiên, cô cứ ngồi nghỉ ngơi đi, con tự trồng được, con có thể làm được. Hôm nay trồng không hết thì ngày mai tiếp tục trồng. Cậu nói xong, liền hăng hái đi làm việc. Trồng rất đơn giản, đào một cái hố, thả một hạt đào vào. Úc Nhiên nhìn Liệt Nhất giữ khoảng cách giữa các hạt đào, khoảng cách này hoàn toàn đủ để cây đào tự do sinh trưởng, sau khi lớn lên sẽ không quá chật chội. Nhiệm vụ nuôi dưỡng trồng vườn đào không giới hạn thời gian. Chỉ cần đợi hạt đào nảy mầm thành cây, ổn định thành cây đào nhỏ là có thể được hệ thống ghi nhận thành tích. Đến lúc đó xem sao, số lượng gần đủ rồi, Úc Nhiên có thể quyết toán bất cứ lúc nào. Loại phần thưởng được trao theo số lượng hoặc thành tích này thường rất phong phú. Cứ như vậy, ba người họ bận rộn ở đây. Asa bận rộn giải đất dinh dưỡng, Liệt Nhất bận rộn gieo hạt. Úc Nhiên bế con gái, chậm rãi đi theo phía sau. Trên đồng cỏ xanh mướt, chỉ cần bị đào hố chôn hạt đào, dấu vết rất rõ ràng. Cứ như vậy từng hàng một, bên kia lại từng hàng một. Úc Nhiên đi hơi mệt, liền tìm một chỗ lấy ghế nhỏ ra ngồi nghỉ. Mẹ, Lý Hách dẫn Đới Ni đến, Đới Ni xuống khỏi lưng sói, chạy thẳng đến bên cạnh Úc Nhiên, ân cần bế con gái từ tay cô. Sao hai người lại đến đây? Úc Nhiên mỉm cười nhìn Đới Ni, ánh mắt lại nhìn Lý Hách đang biến thành hình người, đi đến bên cạnh cô. Lý Hách nói, Bạch Túc nói các người đang trồng đào ở đây, nên bảo chúng tôi đến giúp. Tạm thời không cần, cứ để Liệt Nhất tự làm. Nếu anh thấy chán thì cứ trồng cây ăn quả khác ở bên cạnh. Úc Nhiên mỉm cười. Nếu thật sự muốn trồng trọt nghiêm túc, Bạch Túc sẽ không chỉ gọi Lý Hách, đây là muốn gọi Đới Ni đến giúp bế con gái. Lý Hách nhìn Liệt Nhất đang chăm chú trồng hạt đào, không hiểu tại sao một con gấu lại yêu thích đào đến mức này. Cô đưa hạt giống gì thì tôi trồng cái đó. Anh quay đầu nhìn Úc Nhiên, nói. Úc Nhiên nhìn hạt giống trong không gian, tự nhiên là trồng táo, cam, những loại trái cây phổ biến nhất trước. Những khu vực mới được thôn tính này đã được kết giới của hòn đảo bao phủ, không còn nhiệt độ cao đặc trưng của sa mạc Chi Hải, nhiệt độ ấm áp. Trồng nhiều trái cây trước, khu vực trồng trọt rộng lớn như vậy đều có thể trồng thành từng mảng lớn. Lý Hách tùy tiện lấy một túi hạt giống mà Úc Nhiên lấy ra từ không gian, đeo lên vai, đi về phía bên cạnh. Anh ta trực tiếp mang một túi hạt giống đi vừa gieo. Không giống Liệt Nhất, hình dạng thú nhỏ nhắn không mang được nhiều hạt đào, mỗi lần chỉ mang được một túi nhỏ,
Gieo xong lại chạy đến chỗ Úc Nhiên lấy thêm, chạy đi chạy lại, rất bận rộn. Cứ như vậy, hai khu vực bắt đầu trồng cây ăn quả. Lý Hách lấy hạt giống táo. Họ trồng của họ, chúng ta chơi của chúng ta. Úc Nhiên để Đới Ni ngồi xuống ghế, cô bắt đầu nhóm lửa trên mặt đất. Rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, có thể nướng thịt. Mẹ, con muốn ăn khoai lang nướng, Đới Ni nói với vẻ mặt mong đợi. Úc Nhiên mỉm cười, đương nhiên là được rồi. Rau là nhiều nhất. Thịt nướng, cá nướng, khoai lang nướng, mùi thơm lan tỏa. Thỉnh thoảng Asa và Liệt Nhất đi ngang qua, liền đến ăn ké vài miếng. Vài giỏ hạt đào được đặt bên cạnh, Liệt Nhất hết hạt đào có thể đến đây lấy thêm. Khi Úc Nhiên bẻ đôi củ khoai lang nướng, chia cho Đới Ni một nửa, một con cáo nhỏ đột nhiên lao ra từ phía sau, nhảy thẳng vào mấy giỏ hạt đê ảo đó. Giỏ mây bị hất đổ, hạt đào rơi đầy đất. Úc Nhiên cau mày, tưởng là Úc Tinh nghịch ngợm, sau đó mới phát hiện không phải Úc Tinh, mà là một con cáo nhỏ của Mauna. Cáo nhỏ không kiêng nể gì mà dẫm lên hạt đào rơi trên mặt đất, thậm chí còn cắn. Hạt đào cứng như vậy, vậy mà bị cắn vỡ. Đới Ni im lặng nhìn con cáo nhỏ đang gây rối, cô theo bản năng nhìn sắc mặt của Úc Nhiên. Úc Nhiên rất bình tĩnh, chỉ quay đầu nhìn xung quanh, xem có con cáo nhỏ nào khác hay cáo lớn nào không. Cô nhìn một lượt, trong phạm vi tầm mắt không thấy bóng dáng của những con cáo đó. Xem ra là con cáo nhỏ này tự mình chạy đến đây chơi. Bé con, những hạt đào này dùng để trồng, Úc Nhiên nói với cáo nhỏ. Cáo nhỏ nhìn cô một cái, tiếp tục cúi đầu phá hoại. Ta không thích, ta ghét đào nhất. Nghe vậy, ánh mắt cô lạnh đi vài phần. Hệ thống, chúc mừng ký chủ mở khóa nhiệm vụ nuôi dưỡng của Đới Ni, dùng nỏ nhỏ dạy dỗ cáo con phá hoại hạt đào. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, thưởng cho Đới Ni cường hóa toàn bộ thuộc tính một lần. Thưởng cho ký chủ 200.000 điểm tích lũy, cái hệ thống vô nhân tính này cũng không chịu nổi nữa rồi. Úc Nhiên nhìn Đới Ni, cô bé nhìn lại cô, chỉ nhướn mày ra hiệu, Đới Ni liền hiểu. Đới Ni đưa con gái trong lòng cho Úc Nhiên. Không nói lời cảnh báo nào, trực tiếp giương nỏ nhỏ, những cây kim nhỏ bay vèo vèo, ghim thẳng vào người cáo nhỏ. Con cáo nhỏ không ngờ cô bé sẽ tấn công mình, trong nháy mắt đã bị ghim thành con nhím, hét lên rồi ngã xuống đất. Vô tình đè những cây kim nhỏ vào người, càng đau đớn hơn, nó hét lên thảm thiết, tiếng hét vang vọng khắp nơi. Úc Nhiên khen ngợi, trực tiếp bắn hết 50 cây kim nhỏ trong một hộp. Đới Ni đúng là tàn nhẫn. Tiếng hét thảm thiết như vậy đương nhiên đã thu hút thú nhân đến. Đầu tiên là Asa và Lý Hách, sau đó là Thương Ấp, Mauna và những thú nhân khác đều nghe thấy tiếng hét mà đến. Úc Nhiên khẽ giơ tay, biến những cây kim nhỏ trên người cáo nhỏ thành năng lượng rồi hấp thụ. Không còn kim nhỏ gây sát thương liên tục, cơn đau trên người cáo nhỏ giảm bớt, bây giờ nó cuộn tròn người lại, không dám nhúc nhích. Thương Ấp và những người khác vừa nhìn thấy hạt đào vỡ vụn trên mặt đất và con cáo nhỏ đang run rẩy vì bị bắt nạt, liền hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhưng luôn có người không hiểu chuyện, tưởng là họ bắt nạt cáo nhỏ. Ví dụ như bầy cáo đen chín đuôi. Mauna lạnh lùng tiến lên xem xét tình hình của cáo nhỏ. Kim nhỏ đã không còn, nhưng vết thương do kim đâm vẫn còn, một số vết thương sâu còn chảy một ít máu. Làn da dưới bộ lông hơi đỏ, rỉ máu. Đây hoàn toàn là vết thương ngoài da. Nhưng trong mắt Mauna, đây không còn là vấn đề vết thương ngoài da hay nội thương, mà là Úc Nhiên đã bắt nạt cáo nhỏ. Các người sao có thể nhẫn tâm bắt nạt một thú con như vậy? Mauna trừng mắt nhìn Úc Nhiên, lên tiếng chỉ trích. Đới Ni thản nhiên nói, tôi ra tay, thì sao? Nó phá hoại hạt đào thành ra như vậy, chúng tôi ngăn cản mà nó vẫn tiếp tục phá, không nên đánh sao? Mauna ngạc nhiên nhìn cô bé giống cái nhỏ nhắn mà ông ta vẫn luôn không để ý. Giống cái nhỏ nhắn dịu dàng ngoan ngoãn vậy mà lại nói ra những lời như vậy, còn ra tay bắt nạt thú con được. Ông ta trừng to mắt, không dám tin, sao con có thể làm như vậy? Con là giống cái, sắp trưởng thành rồi, sắp chọn bạn đời rồi, vậy mà con lại bắt nạt thú con được. Đới Ni cau mày, không muốn dây dưa với ông ta về vấn đề giống cái có nên hay không, có được phép hay không bắt nạt thú con được. Mauna quay sang Thương Ấp, nói, anh là thủ lĩnh, không nên quản giống cái trong bộ lạc sao. Là giống cái sao có thể bắt nạt thú nhân được. Thương Ấp thản nhiên nói, ông có biết phá hoại hạt giống có nghĩa là gì không? Môi trường ở sa mạc Chi Hải các người cũng đã thấy rồi đấy, tùy tiện phá hoại hạt giống như vậy, còn cho rằng mình không sai sao. Thú con được đều nghịch ngợm, nó không phải cố ý. Mauna không chút do dự nói. Ông ta không hề cho rằng con cáo nhỏ đó đã làm sai. Nói chính xác là ông ta không quan tâm đến việc hạt đào có bị phá hoại hay không. Đối với ông ta, đó chỉ là chuyện nhỏ. Thương Ấp liếc nhìn con cáo nhỏ đó, nói, xem ra, phải ném nó vào sa mạc cho đói vài ngày mới biết nhớ. Asa phía sau định tiến lên bắt con cáo nhỏ, thì Mauna bước tới chắn trước mặt nó. Thú con được nghịch ngợm, phá hoại một ít hạt giống là chuyện bình thường, không phải còn nhiều hạt giống khác sao, đủ trồng rồi.
So với những hạt giống này, ông không thấy tình hình của bộ lạc rất đáng sợ sao? Giống cái vậy mà lại ngang nhiên ra tay với thú nhân đực. Môi trường như vậy sẽ ảnh hưởng đến sự trưởng thành của nữ vương chúng ta, con bé sẽ bị ảnh hưởng xấu. Lời này khiến mọi người đều tức giận. Mana tiếp tục nói, trong bộ lạc không nên có giống cái hung dữ như vậy. Úc Nhiên suýt chút nữa ném cây củi đang cháy trong đống lửa đi. Nghe xem, đây là lời nói gì vậy? Ai quy định giống cái không được bắt nạt thú nhân đực? Bắt nạt thì sao? Đây là bắt nạt sao? Đây là dạy dỗ bằng tình yêu thương. Là dạy cho con cáo nhỏ đó biết, nếu không nghe lời, nghịch ngợm sẽ bị đánh. Giống cái ra tay với thú nhân đực là đánh vào mặt thú nhân đực, chà đạp lên của thú nhân đực sao? Phiên bản trọng nam khinh nữ của thế giới thú nhân. Không nên như vậy chứ. Úc Nhiên càng ngày càng thấy nghi ngờ về hành vi và thái độ của Mauna, cả người ông ta toát ra vẻ phản thú nhân. Thú nhân bình thường có gì, ông ta không có. Thú nhân không bình thường có gì, ông ta cũng không có. Thương ấp nhớn mày, xem ra ông vẫn rất thích chỉ tay năm ngón. Nếu thích chỉ đạo như vậy thì ra ngoài tự lập bộ lạc đi, bầy cáo của ông đều nghe lời ông. Đây là bộ lạc của tôi. Mauna sa sầm mặt, khí thế không hề yếu, điều này liên quan đến tương lai của nữ vương chúng ta. Thương ấp, nếu con bé muốn các người chết, các người có tự sát ngay lập tức không? Sắc mặt Mauna vô cùng u ám. Nếu các người muốn ở lại bộ lạc của tôi, thì hãy an phận một chút, dù là các người hay đám cáo nhỏ đó, nếu không tôi sẽ giết. Giọng nói nhẹ nhàng của thương ấp mang theo sự đe dọa và sát khí đáng sợ. Bầy cáo đó không cam lòng, nhưng không dám trực tiếp cãi lại, chỉ có thể im lặng. Đã rảnh rỗi như vậy, thì cùng nhau trồng đi. Trước khi trời tối mà không trồng hết hạt giống thì không được ăn cơm, nếu trồng không tốt cũng không được ăn. Thương ấp chọn một túi hạt giống từ chỗ Úc Nhiên, ném cho con cáo nhỏ đã phá hoại hạt đào. Cáo nhỏ mở túi ra, nhìn những hạt nhỏ bên trong, suýt chút nữa khóc thét. Liệt Nhất đi trồng ở xa, nên về muộn, thấy hạt đào yêu quý của mình bị phá hoại, ánh mắt quét một vòng, liền dừng lại trên người con cáo nhỏ đó. Tức giận đến mức lao đến, vung tay tát cho cáo nhỏ vài cái, khiến nó nằm lăn ra đất kêu la thảm thiết. Hạt đào của ta, hạt đào của ta muốn đánh chết ngư ơi. Cáo nhỏ chạy rất nhanh, sau khi bị đánh vài cái, nó vội vàng né tránh, Liệt Nhất không đuổi kịp, hai bên bắt đầu một cuộc rượt đuổi kịch liệt. Úc Nhiên bất lực, thú con đực đúng là nghịch ngợm. Mauna tức đến nghẹn máu. Cô liếc nhìn túi hạt giống bị ném cho cáo nhỏ trên mặt đất, hóa ra là hạt nho. Lúc lấy hạt giống, cô tiện tay đặt trên mặt đất. Trong túi da to bằng bàn tay, đầy áp hạt giống, hoàn toàn có thể trồng một vườn nho rộng lớn. Vấn đề là, trồng nho còn phải làm giàn nho nữa. Để con cáo nhỏ đó trồng nho, mục đích thực sự của thương ấp không chỉ là để nó giúp trồng trọt. Liệt Nhất tức giận đến mức nước mắt lưng tròng đuổi theo một hồi, biết mình không đuổi kịp, liền chạy đến, vung tay hất túi hạt nho bay đi, những hạt nho nhỏ xíu rơi vãi khắp bãi cỏ. Trồng không xong thì không được ăn cơm, cậu nghiến răng nghiến lợi nói, nhặt những hạt đào còn nguyên vẹn trên mặt đất lên, dựng lại giỏ mây bị đổ, cẩn thận đặt hạt đào vào trong. Sợ thú con khác lại phá hoại, cậu đẩy giỏ mây đến bên chân Úc Nhiên. Cậu ôm cục tức, cầm một ít hạt đào đi tiếp tục trồng. Con cáo nhỏ bị đuổi chạy xa quay lại, thấy hạt nho rơi vãi khắp nơi, suýt chút nữa khóc thét. Mauna nhìn nó, tức giận nói, nhanh chóng nhặt hạt giống lên trồng đi. Thương ấp, Á Mạc Tư giúp đỡ nó một chút, dạy nó cách trồng. Á Mạc Tư được gọi tên giữ người một lúc, sau đó đi ra từ đám đông đang xem náo nhiệt. Con cáo nhỏ tuyệt vọng bới cỏ tìm hạt giống. Hạt giống nhỏ xíu, đất cát mềm xốp, cộng thêm việc nó không có hình người, khiến việc tìm kiếm hạt giống trở nên vô cùng khó khăn. Á Mạc Tư bình tĩnh đứng bên cạnh nhìn nó, đợi nó tìm hết hạt giống rồi đi trồng. Tiện thể suy nghĩ kỹ xem nho trồng như thế nào. An Tắc bước lên trước, ánh mắt bình tĩnh nhìn lướt qua những thú nhân có mặt, cậu nói, từ hôm nay trở đi, thú con không cần làm việc không được đến gần các khu vực xây dựng, bao gồm cả thú nhân trưởng thành không cần làm việc, cũng không được phép đi lung tung. Một con cáo phía sau Mauna bất mãn nói, cậu nói không được là không được sao? An Tắc nhìn nó, nói, đúng, tôi nói không được là không được, có trường hợp đặc biệt thì có thể nói, nếu chạy lung tung, còn phá hoại, sẽ bị Bạch Túc ném ra ngoài. Bộ lạc có quy định của bộ lạc, mọi người đều phải tuân theo, như vậy mới có thể quản lý bộ lạc tốt hơn, phải không, thân đặc? Con cáo tên thân đặc đó biến sắc, nó không ngờ An Tắc lại biết tên của nó. Trong lúc nhất thời, nó không biết phải nói gì. Úc Nhiên chậm rãi nói, thú con muốn chơi thì đi đào đất sét, đừng đến đây, khu vực này sẽ trồng cây ăn quả, chạy lung tung sẽ dễ làm hỏng hạt giống. Thương ấp, cứ làm như vậy, bây giờ giải tán. Mauna và những người khác cũng cạn lời. Vì đối phương là thủ lĩnh, dù trong lòng có bất mãn, họ cũng không tiện nói gì thêm. Mọi người giải tán, ai làm gì thì làm việc đó. Lời của Úc Nhiên và An Tắc kết hợp lại,
Ý là dù là thú nhân trưởng thành hay giống cái nhỏ, không có việc gì thì đừng chạy lung tung. Ai cũng hiểu, đây là đang hạn chế hành động của bầy cáo đó. Ban đầu đi lung tung cũng không sao, bây giờ hòn đảo chỉ còn lại một chút chỗ như vậy, một ngày có thể chạy vài vòng trên núi, diện tích có hạn. Nhưng phá hoại hạt giống là chuyện lớn. Đây không phải là Úc Nhiên còn nhiều hạt giống, không phải cô quá khắt khe với thú con. Người ta không coi trọng bạn, bạn còn phải nể mặt họ sao? Không đánh cho chớt là đã nương tay rồi, phạt trồng cây cũng không có gì sai. Sau khi mọi người giải tán, ở đây chỉ còn lại người nhà của họ và con cáo nhỏ đang cố gắng bới cỏ tìm hạt giống. Úc Nhiên chậm rãi nói, tôi cảm thấy trưởng lão Mao Na rất thù địch với giống cái. Trước đây ông ta có bạn đời không? Có phải bị giống cái bỏ rơi không? Lời này của cô có vẻ hơi kỳ quặc. Con cáo nhỏ đang tìm hạt giống, theo bản năng nói, ông ấy chắc chỉ là cảm thấy giống cái không nên bất kính với thú nhân được. Chỉ có nữ vương cáo mới là giống cái có địa vị cao nhất, những giống cái khác đều thấp kém. Nghe vậy, Úc Nhiên lộ ra vẻ mặt khinh thường. Úc Tinh đến gần nó, cười nói, cũng được đấy, suy nghĩ này không tệ, nhưng nữ vương cáo cũng không phải do ông ta sinh ra, ông ta có gì mà tự hào. Nói xong, con bé xoay người, đụng vào con cáo nhỏ đó, khiến mấy hạt nho mà nó vất vả tìm được rơi xuống đất. Cáo nhỏ suýt chút nữa khóc. Úc Tinh giả vờ như không thấy, nói, tôi nói cho cậu biết, trồng nho cần phải làm giàn nho, như vậy mới thuận tiện cho dây nho leo lên, sau khi gieo hạt xong phải tưới nước. Còn nữa, phải tìm đá nhỏ để khoanh vùng hạt giống, làm dấu. Cố lên nhé, chúng tôi sẽ chừa thịt cho cậu. Nói xong, con bé vỗ vào lưng cáo nhỏ, lại làm rơi một hạt nho mà nó vừa nhặt được. Sau đó, con bé hài lòng xoay người rời đi. Con cáo nhỏ đó tuyệt vọng vô cùng. Mọi người đều chứng kiến hành vi bắt nạt cáo của Úc Tinh, cũng chỉ có thể giả vờ như không thấy. Thương Ấp đưa tay xoa đầu Úc Nhiên một cách dịu dàng, nói, sông sắp đào xong rồi, bậc thang đá vẫn đang được xây dựng. Sau khi đào xong sông, anh định làm tượng thần cho Bạch Túc và Sơn Xuyên Chi Linh. Em có ý kiến gì về tượng thần không? Úc Nhiên lắc đầu, em không hiểu lắm về mấy thứ này, anh hỏi xem họ có yêu cầu gì đặc biệt không? Thương Ấp, được, anh biết rồi. Cô nhìn cáo lớn đang đứng bên cạnh, ánh mắt trìu mến. Ánh mắt dịu dàng, yêu thương đó khiến trái tim Thương Ấp rung động. Anh đi làm việc đi, lát nữa em sẽ về, Á Sa và Lý Hách ở đây, họ sẽ đưa chúng ta lên núi. Thương Ấp không nỡ cúi xuống hôn cô một cái, rồi biến thành hình thú chạy đi làm việc. Hiếm khi hòn đảo yên bình, có thời gian để xây dựng, anh phải nhanh chóng hoàn thành sông và bậc thang đá. Bậc thang đá là để Úc Nhiên đi lại thuận tiện. Sông là để Sơn Xuyên Chi Linh hòa hợp hơn với hòn đảo này, phát huy sức mạnh của cô bé đến mức tối đa. Những việc này còn cấp bách hơn cả Mao Na và bầy cáo đó. Sau khi Thương Ấp rời đi, Úc Nhiên khẽ ngẩng đầu nhìn An Tắc bên cạnh. Cậu do dự nhìn con cáo nhỏ đang bới tìm hạt giống với vẻ mặt đáng thương, cuối cùng vẫn quay người rời đi. Lý Hách và Á Sa cũng làm việc của mình. Vở kịch nhỏ này đã kết thúc. Mọi người ai đi thì đi, ai giải tán thì giải tán, ai bận thì bận, chỉ còn lại Á Mạc Tư ở lại với con cáo nhỏ đó. Úc Nhiên và Đới Ni nhìn vài lần, rồi tiếp tục ăn đồ nướng. Hệ thống, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ nuôi dưỡng của Đới Ni. Thưởng cho Đới Ni cường hóa toàn bộ thuộc tính một lần. Thưởng cho ký chủ 20.000 điểm tích lũy, nhiệm vụ đã hoàn thành. Úc Nhiên không quá quan tâm đến con cáo nhỏ đó, chỉ biết nó đã tìm được gần hết hạt giống, Á Mạc Tư đi cùng nó để gieo hạt. Á Mạc Tư không nghịch ngợm như Úc Tinh, sẽ không gây sự với nó. Chỉ là một con rắn chưa ăn được mấy quả nho, bạn có thể mong đợi nó biết trồng ngân hàng o sao. Hoàn toàn là hai kẻ kém cỏi cùng nhau làm bậy. Mãi đến khi trời tối mà hạt nho vẫn chưa được gieo xong, Á Mạc Tư trực tiếp bỏ mặc cáo nhỏ, tự mình chạy về sườn núi ăn cơm, ăn xong lại tiếp tục giám sát. Buổi chiều, Liệt Nhất đã gieo rất nhiều hạt đào. Sau khi hạt đào bị cáo nhỏ phá hoại, gấu con đã biến đau buồn thành động lực, tăng tốc gieo hạt, tiến độ rất tốt. Mãi đến ngày hôm sau, Úc Nhiên mới biết con cáo nhỏ đó đã nhịn đói trồng trọt cả đêm, A Mạc Tư ngủ gật bên cạnh đến tận sáng. Sáng hôm sau, Mao Na phát hiện cáo nhỏ vẫn chưa gieo hết hạt giống, tức giận đến mức tự mình đến giải quyết. Khó khăn không phải là đào hố chôn hạt giống, mà là làm giàn nho. Đúng lúc A Mạc Tư đi cùng cũng là thú con không có hình người, đừng nói là tay, A Mạc Tư còn không có móng vuốt, hoàn toàn không giúp được gì. Con cáo xảo quyệt Thương Ấp thật biết chọn trợ lý. Không chọn Úc Tinh hay bắt nạt cáo nhỏ, cũng không tìm những thú con giỏi trồng trọt, mà lại chọn A Mạc Tư, kẻ chẳng biết gì, lại còn có thái độ thờ ơ với việc trồng trọt. Kết quả là, ngươi trồng của ngươi, ta ngủ của ta, ngươi hỏi ta biết thì nói, không biết thì tùy ngươi làm, tuyệt vời. Khi Úc Nhiên đang ăn sáng ở khu lều trại, A Mạc Tư ngáp ngắn ngáp dài bò đến bên chân cô, quấn quanh mắt cá chân, cuộn tròn trên mu bàn chân cô.
bắt đầu ngủ. Úc Nhiên, cục thịt lớn như vậy đè trên mu bàn chân cô cũng hơi nặng. Cô khẽ nhấc chân, đánh thức rắn con đang ngủ. Không phải nói là lúc con cáo nhỏ đó trồng nho, cậu vẫn luôn ngủ bên cạnh sao? A Mạc Tư lim dim mắt nói, đừng nói nữa, ngủ như vậy có thoải mái không? Vừa ngủ được một lúc là con cáo nhỏ đó lại chạy đến hỏi này hỏi nọ, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. Úc Nhiên mỉm cười, vất vả cho cậu rồi, ngủ ngon nhé, bây giờ coi như là hoàn thành nhiệm vụ rồi. Đúng vậy, để tôi ngủ một lát, tỉnh dậy tôi sẽ giúp cô trông con. A Mạc Tư đổi tư thế, cuộn tròn thành một cục đáng yêu bên chân cô, đầu tựa vào người, ngủ ngon lành. Hôm nay, có khá nhiều thú con không đi làm việc, mọi người đã ăn no, đang lười biếng lăn lộn chơi đùa trên bãi cỏ bên cạnh. Úc Nhiên ăn sáng xong, ngồi bên cạnh xem thú con chơi đùa. Nhìn dáng vẻ ngây thơ, đáng yêu của chúng, cô không khỏi cảm thán, đều là thú con, tại sao thú con nhà mình lại đáng yêu, ngoan ngoãn hơn thú con nhà người khác vậy? Thương ấp không biết từ lúc nào đã xuất hiện phía sau cô, đáp, không ngoan đều là nhà người khác, thú con nhà mình không ngoan thì đánh vài trận là ngoan, thú con nhà người khác không dễ đánh. Úc Nhiên cạn lời, cáo lớn đúng là cáo lớn, đơn giản, thô bạo mà lại rất có lý. Thương ấp đi loanh quanh ở bàn ăn, lấy một miếng thịt nướng lớn, chậm rãi ăn. Úc Nhiên nhìn anh, đưa tay vỗ vào chiếc ghế nhỏ bên cạnh, anh mỉm cười, ngồi xuống ghế. Hai người cứ như vậy ngồi cùng nhau, một người nhìn thú con đang chơi đùa trên bãi cỏ xa xa, một người chuyên tâm ăn thịt. Ăn no rồi, Thương ấp cẩn thận dọn dẹp, anh lấy khăn ướt mà Úc Nhiên vừa dùng lau sạch dầu mỡ trên tay. Sáng nay anh đi biển một chuyến, nhặt được vài thú con sắp chết cóng ở bờ biển, đã bảo Vân Kỳ chăm sóc chúng. Thương ấp lau tay sạch sẽ, không còn chút dầu mỡ nào, mới đưa tay nắm lấy tay Úc Nhiên, bắt đầu dính lấy vợ. Sau đó, anh lại nói, em xem có con nào em thích không, có thể nhận nuôi, em đã lâu không nhận nuôi thú con để chơi rồi. Chữ chơi này dùng rất chuẩn xác. Nuôi thú con để làm gì? Nuôi thú con để đối phó với nhiệm vụ nuôi dưỡng của hệ thống, nhận được nhiều vật tư phong phú. Nuôi thú con để làm gì? Nuôi thú con để khi bộ lạc xây dựng có thể sai khiến làm việc, con có thể trồng trọt, canh gác. Thú con nhỏ mà có võ, nuôi lớn mạnh mẽ rồi, tác dụng càng lớn, vì vậy, nhất thời nuôi thú con nhất thời sướng, luôn nuôi thú con luôn sướng. Nhìn những thú con đó thật ngoan ngoãn, đáng yêu. Úc Nhiên mỉm cười, nói, đợi đến mùa xuân, chúng ta sẽ dẫn thú con đi chơi. Ở sa mạc Chi Hải, tình hình quá hạn chế, nhiệm vụ có thể giao cho thú con cũng ít. Bây giờ không phải là xây dựng thì cũng là trồng trọt, nội dung nhiệm vụ nuôi dưỡng cũng có phần hạn chế. Mức độ phần thưởng phụ thuộc vào độ khó của nhiệm vụ. Úc Nhiên hy vọng độ khó của nhiệm vụ cao hơn một chút, như vậy phần thưởng sẽ phong phú hơn, cũng có thể giúp thú con trưởng thành nhanh hơn. Thương ấp bình tĩnh nói, nếu em nỡ, cứ trực tiếp ném chúng ra biển cho chúng hứng gió lạnh cũng được, đây là một thử thách không tồi đối với chúng. Úc Nhiên giật khóe miệng, quá đáng rồi đấy, nếu bị cảm lạnh thì sao, em không đồng ý. Hơn nữa bây giờ hòn đảo đang xây dựng, ngoài sông và bậc thang đá, vườn cây ăn quả dưới chân núi cũng đang được khai phá. Đang thiếu người. Thương ấp gật đầu, vậy thì mỗi ngày anh đều ra biển xem, nhặt thêm vài thú con về. Úc Nhiên bị chọc cười, làm gì có chuyện ngày nào cũng nhặt được. Nhưng đúng là cần ra biển mỗi ngày, chúng ta phải trao đổi thức ăn với những thú nhân khác. Úc Nhiên đột nhiên nghiêm túc, trước đây anh cả cũng gặp vài thú con bị bộ lạc bỏ rơi ở bờ biển. Tình hình của các bộ lạc gần đây rất tệ, đều bắt đầu loại bỏ những thú nhân yếu ớt. Đấu tranh sinh tồn được thể hiện rõ ràng. Giữa thú con và thú nhân trưởng thành, khi bộ lạc cần loại bỏ một số thú nhân, cơ bản sẽ ưu tiên loại bỏ thú nhân yếu ớt, ví dụ như thú con. Cho thú con quyết đấu với nhau, người thắng ở lại, người thua rời đi, có thể loại bỏ một nửa số thú con ngay lập tức. Bình thường, những thú con đã học được cách săn mồi, rời khỏi bộ lạc, dựa vào khả năng của mình cũng có thể sống sót. Bây giờ thời tiết lạnh giá như vậy, con mồi lại khó tìm, có thể chưa tìm được thức ăn đã bị chết cóng. Những thú con rời khỏi bộ lạc đều chạy ra biển, muốn tìm chút hải sản để ăn cho đỡ đói. Nhưng không ngờ, tình hình ở biển cũng rất tệ, nhiệt độ thấp của nước biển không cho phép những thú con đó bắt được hải sản để lấp đầy bụng. Mọi người không biết đi đâu, vốn định ra biển để sinh tồn, không ngờ lại bị nhặt về sa mạc Chi Hải. Dù là do An Tắc hay Thương ấp mang về, thường thì chúng đều thân thiết với họ. Bộ lạc của họ rộng lớn, có thể chứa được rất nhiều thú con, cũng nuôi được. Thương ấp thờ ơ nói, những thú nhân bị bộ lạc loại bỏ đều là những kẻ có sức chiến đấu yếu. Nhưng em nhận nuôi thú con không quan trọng sức chiến đấu mạnh hay yếu, có vài con trông khá đáng yêu. Úc Nhiên mỉm cười, biết cáo lớn yêu thương cô, đều chọn thú con theo sở thích của cô. Nếu theo tiêu chuẩn của thủ lĩnh, những thú con yếu ớt đó chưa chắc đã được nhận nuôi. Nhưng theo tiêu chuẩn của Úc Nhiên, bộ lạc hoàn toàn có thể nuôi thêm một đám thú con.
Một số thú con chỉ là tạm thời yếu ớt, thiên phú và tư chất đều không tệ, sau khi được bồi dưỡng sẽ rất tốt. Vì vậy, Thương Ấp đã mang tất cả thú con mà anh gặp khi ra ngoài về. Trong thời tiết giá rét như vậy, không có thú con nào từ chối, đều ngoan ngoãn đi theo đến hòn đảo. Dù yếu ớt đến đâu, đó cũng là thú nhân gia nhập bộ lạc, cũng đang dần dần mở rộng bộ lạc. Thương Ấp ở bên cạnh Úc Nhiên một lúc, rồi đi làm việc. An Tắc vội vàng chạy từ dưới núi lên, cậu quay đầu nhìn xung quanh, hình như đang tìm Thương Ấp. Thương Ấp vừa rời đi, đi làm việc rồi, Úc Nhiên nói. An Tắc chạy đến trước mặt cô, nói, mẹ, con vừa ra ngoài tìm được một số thú nhân, dùng thức ăn để đổi lấy sức lao động, để họ giúp làm việc. Cậu chạy đến tìm Thương Ấp, chắc là vì chuyện này. Úc Nhiên gật đầu, ý tưởng này rất hay. Được mẹ khen ngợi, An Tắc rất vui. Trong không gian trồng trọt có đủ thức ăn, dù là rau hay hải sản, thậm chí là thịt, đều có thể trao đổi. Cô nói tiếp, chỉ cần là thức ăn trong không gian trồng trọt, con đều có thể dùng để trao đổi với thú nhân khác. Trong không gian thú ấn của mẹ còn rất nhiều thức ăn, chi phí của bộ lạc hoàn toàn đủ. Sau khi xác nhận số thức ăn dự trữ trong không gian của Úc Nhiên, An Tắc yên tâm. Chỉ khi chi phí của bộ lạc dư giả mới có thể yên tâm trao đổi vật tư với thú nhân khác. Mẹ, con đưa những thú nhân đó đi làm việc trước đây. An Tắc đặt bàn chân nhỏ lên chân Úc Nhiên, cọ cọ đầu vào lòng cô. Úc Nhiên dịu dàng ôm đầu cậu, xoa vài cái. Ừ, đi đi. Được mẹ yêu thương vuốt ve, An Tắc vui vẻ chạy đi làm việc. Mọi người đều bận rộn, hình như chỉ có mình tôi là rảnh rỗi nhất. Úc Nhiên lặng lẽ nhìn Á Sa đang bế con gái đi dạo bên cạnh. Ngày ba bữa có người nấu, con cái có người chăm sóc, cô hoàn toàn không có việc gì làm. Hệ thống, chúc mừng ký chủ mở khóa nhiệm vụ nuôi dưỡng của Úc Mộc, gieo trồng thành công 10.000 hạt giống. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, thưởng cho tiểu tiên linh của Úc Mộc nâng cấp một lần. Thưởng cho ký chủ một điểm tăng cường dị năng. Không có việc gì làm cũng không sao, hệ thống sẽ sắp xếp nhiệm vụ cho bạn. Nhiệm vụ nuôi dưỡng của Úc Mộc lần này rất rõ ràng. Nhiệm vụ có mục tiêu rõ ràng như vậy mới có động lực để thực hiện. Úc Nhiên quay đầu nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng Úc Mộc đâu. Cô nhỏ giọng hỏi, Bạch Túc, giúp tôi xem Úc Mộc đang làm gì. Chẳng mấy chốc, giọng nói của Bạch Túc vang lên bên tai. Úc Mộc đang ở nhà đá trên sườn núi chăm sóc mấy thú con mới gia nhập hôm nay, hình như chúng bị cảm lạnh, chắc không sao. Úc Nhiên, cậu nói với Úc Mộc, bảo con bé rảnh thì đến đây một chút, tôi không vội, con bé chăm sóc xong mấy thú con đó, rảnh thì đến đây. Vâng, nhưng chẳng mấy chốc, một con cáo nhỏ tươi cười chạy nhanh về phía cô. Úc Nhiên bất lực cười. Úc Mộc chạy đến trước mặt cô, dừng lại, rồi từ từ nhào vào lòng cô, ôm cô một cái thật dịu dàng. Chăm sóc mấy thú con đó xong rồi à? Cô mỉm cười hỏi. Úc Mộc nói, vốn dĩ cũng không có gì nghiêm trọng, Vân Kỳ đã kiểm tra sức khỏe cho chúng rồi, chỉ là hơi bị cảm lạnh, thú nhân đực có sức khỏe tốt, ủ ấm một chút là nhanh chóng hồi phục. Con chỉ là rảnh rỗi nên đến xem chúng có cần thuốc không, những con cần uống thuốc đều đã được cho uống, những con không cần uống thuốc thì cứ nghỉ ngơi cho tốt. Vì vậy, sau khi nghe thấy lời của Bạch Túc, cậu liền chạy đến đây ngay lập tức. Úc Nhiên nâng mặt cậu lên, nhẹ nhàng xoa, tiếp theo hãy cùng mẹ gieo hạt giống nhé. Chúng ta gieo hạt trong chậu trước, sau đó trực tiếp trồng ở khu vực dưới chân núi, như vậy sẽ nhanh hơn. Úc Mộc nheo mắt cười, không chút do dự đồng ý. Vài cái chậu, một ít đất dinh dưỡng, một ít hạt giống là có thể bắt tay vào làm. Úc Nhiên chậm rãi dùng sẻng nhỏ xới đất, tùy ý rắc hạt giống. Úc Mộc biến thành hình người, ngồi xổm bên cạnh chậu gỗ, cẩn thận gieo hạt. Dị năng của cậu có thể sàng lọc những hạt giống không tốt, những hạt giống còn lại có tỷ lệ nảy mầm 100%. Yêu cầu nhiệm vụ là gieo trồng thành công 10.000 hạt giống. Sau khi gieo trồng, loại trừ những hạt giống nảy mầm nhưng chết vì nhiều lý do khác nhau, số lượng hạt giống mà họ cần gieo trồng phải nhiều hơn một chút. Theo nhiệm vụ gieo trồng hạt giống trước đây, nhiệm vụ thành công không chỉ là để hạt giống nảy mầm, mà còn phải phát triển thành cây con, sinh trưởng ổn định mới đạt yêu cầu nhiệm vụ. 10.000 hạt, đủ để trồng vài vườn cây ăn quả và vườn rau. Chậu gỗ trong nhà đủ dùng, cũng có thể khai hoang một mảnh đất nhỏ bên cạnh, rắc vài nắm hạt giống xuống là số lượng tăng lên ngay. Sau khi gieo hạt, Úc Nhiên nhỏ thêm thuốc kích thích sinh trưởng, dị năng của Úc Mộc lại gia trì thêm một chút, hạt giống nảy mầm chỉ trong nháy mắt. Sau khi lứa hạt giống đầu tiên nảy mầm, Úc Nhiên nhìn vào giao diện hệ thống, tiến trình nhiệm vụ vẫn chưa được cập nhật như dự đoán. Cô và Úc Mộc đã bận rộn gieo hạt cả buổi sáng, nói chính xác là cô chỉ xử lý 2 chậu hạt giống, chủ yếu là Úc Mộc gieo hạt. Mục tiêu nhiệm vụ rõ ràng, chỉ cần thêm thời gian. Bữa trưa do Úc Mộc và Á Sa cùng nhau nấu, Úc Nhiên muốn ăn cua sốt cay, họ liền làm rất nhiều cua sốt cay và các loại cua với nhiều hương vị khác nhau. Bây giờ trận chiến với thần sa mạc đã kết thúc, thú nhân không tập trung ăn cơm ở khu lều trại nữa.
rất nhiều thú nhân tự mình nấu nướng hoặc tụ tập ăn cùng nhau. Thỉnh thoảng ngửi thấy mùi thơm từ khu lều trại, họ sẽ đến ăn ké. Bách Y và bé địch thường ăn ở nhà của họ. Bách Y có nhiều bạn đời, những thú nhân được đó sẽ tự phân công, người đi làm việc, người chăm sóc anh ta. Bé địch chỉ có Hoài Đặc là bạn đời, thương ấp cũng không cần Hoài Đặc làm quá nhiều việc, mọi thứ đều ưu tiên bé địch và con gái. Sau khi chăm sóc tốt cho họ, nếu muốn giúp đỡ thì làm một chút. Mauna và bầy cáo đó đương nhiên là sống dưới chân núi. Mỗi ngày bộ lạc sẽ đưa một ít thức ăn đến đó, đồng thời cũng sắp xếp công việc cho họ. Công việc được giao không chỉ là xây dựng hòn đảo, mà còn có cả săn bắn. Thương ấp cũng không muốn họ nói anh làm khó họ, nên chỉ yêu cầu họ bắt hải sản. Bắt thú hoang khó, bắt hải sản thì dễ hơn nhiều. Dù là bắt ở hố biển nhỏ hay ra biển bắt, dù sao cũng không để họ rảnh rỗi. Tận dụng nguồn nhân lực thú nhân, Thương ấp rất giỏi. Bữa trưa, Úc Nhiên được thú con vây quanh, thú con này gắp thịt cua cho cô, thú con kia gắp tôm cho cô, còn có thú con tỉ mỉ gỡ xương cá, cô chỉ việc ăn uống no say. Còn Thương ấp chỉ đứng dậy xem con gái trong nôi, khi quay lại, chỗ của anh đã bị An Tắc và Úc Tinh chiếm mất. Anh đứng bên cạnh, mặt mày tối sầm. Cô Cát đến lấy cua sốt cay, nhìn thấy vẻ mặt của Thương ấp, liền hiểu ra chuyện gì, anh ta không sợ chết mà lại gần nói, anh thấy khó chịu trong lòng à. Chỗ của mình bị đám thú con cướp mất, lại không tiện so đo với thú con, nếu là thú nhân được trưởng thành thì có thể đánh cho một trận rồi. Thương ấp bộc phát sát khí, chúng thì anh không giết được, nhưng giết em thì hoàn toàn không vấn đề gì. Giết con khổng tước này, vợ sẽ không đau lòng. Cô Cát vừa nghe thấy vậy, vội vàng cầm cua sốt cay, vỗ cánh bỏ chạy. Thương ấp cũng không đuổi theo, anh nhìn Úc Nhiên đang được thú con vây quanh, trên mặt cô tràn đầy nụ cười. Anh hừ lạnh một tiếng, tìm một chỗ trống ngồi xuống, tự mình ăn. Có người giúp bóc tôm, bóc cua, vợ ăn uống vui vẻ là được rồi. Anh cắn một miếng thịt thật mạnh, chút giận lên miếng thịt nướng. Trong lòng vẫn còn hơi khó chịu. Úc Nhiên vừa ăn đồ ăn mà thú con đút cho, vừa quan sát cáo lớn đang đen mặt. Cảm giác ghen tuông đó thật đáng yêu. Nụ cười trên mặt cô càng thêm rạng rỡ. Thương ấp nhìn thấy nụ cười của cô, liền liếc nhìn cô một cái đầy oán trách, rồi cúi đầu tiếp tục ăn. Mẹ, bố dễ dỗ dành nhất, ôm một cái, hôn một cái là vẫy đuôi rồi. Úc Tinh ghé vào tai Úc Nhiên, nhỏ giọng nói. Ngay sau đó, Thương ấp đang ngồi ở xa bỗng giật tai, nghe rõ lời của cáo nhỏ. Anh lạnh lùng nói, Úc Tinh, lát nữa đi biển bắt cua với bố. Úc Tinh bị gọi tên bất ngờ, sắc mặt thay đổi, bắt cua gì chứ, trong không gian còn nhiều cua lắm mà. Thương ấp, đó là để Úc Nhiên ăn tối, chúng ta đi bắt cua ăn khuya. Bố coi mẹ là heo à, nhiều như vậy, đủ ăn mấy ngày rồi. Không đủ, con không muốn bắt cua cho mẹ sao? Thương ấp nhướn mày hỏi ngược lại. Câu hỏi này khiến Úc Tinh không nói nên lời. Đương nhiên con bé muốn bắt cua cho mẹ, nhưng vừa mở miệng, dù có lý do gì cũng phải đi bắt cua, nếu không sẽ bị coi là không muốn bắt cua cho mẹ. Con bé nghiến răng nghiến lợi nhìn người bố độc ác này. Cố ý, con cáo đó chắc chắn là cố ý. Con bé bĩu môi, tựa đầu vào tay Úc Nhiên, làm nũng, dùng vẻ mặt vô cùng đáng thương để tố cáo sự bắt nạt của cáo lớn. Úc Nhiên im lặng, há miệng ăn con tôm lớn mà Úc Mộc đút cho. Cô chỉ có thể giả ngu tiếp tục ăn. Dù sao thì chuyện này cũng là do cáo nhỏ khiêu khích cáo lớn trước, sau đó cáo lớn mới nhân cơ hội bắt nạt. Chuyện này, cô không thể thiên vị ai. Cứ để họ tự chém giết lẫn nhau. Thấy mẹ chỉ lo ăn, Úc Tinh cũng tuyệt vọng, con bé cầm một con cá nướng, hung hăng cắn. Vậy thì ăn no rồi đi bắt cua cho mẹ. Nói đi biển là đi biển, cáo lớn dẫn cáo nhỏ đi cảm nhận cái lạnh của biển. Ăn trưa xong, Úc Nhiên cho con gái bú sữa. Sau khi giải quyết xong chuyện lớn của con bé, nhân lúc con bé đang chớp chớp đôi mắt to tròn long lanh, hai mẹ con bắt đầu đi dạo sau bữa ăn. Úc Nhiên bế con gái đi dạo quanh đó, xem hạt giống mà Úc Mộc đã gieo vào buổi sáng. Vừa đến nơi, liền thấy mấy con cáo nhỏ đang lén lút tụ tập bên cạnh luống đất nhỏ, rắc thứ gì đó màu trắng lên những mầm non đã mọc. Đó là muối. Vừa rắc xong, đám cáo nhỏ phát hiện ra cô, liền quay đầu bỏ chạy, chưa chạy được mấy bước, dây leo từ dưới đất chui lên, quấn lấy chúng, treo lơ lửng giữa không trung. Úc Mộc lạnh lùng bước ra từ khu rừng bên cạnh. Dám rắc muối lên đất của ta, các ngươi giỏi lắm, muốn chết thì cứ nói thẳng, ta có thể giúp các ngươi. Tuy là lời nói lạnh lùng, nhưng lại khiến đám cáo nhỏ cảm nhận được sát khí nồng đậm. Chúng hoảng sợ hét lên. Úc Nhiên nhỏ giọng nói, Mauna và những người khác sẽ sớm đến thôi. Khóe miệng Úc Mộc nhếch lên, vẻ mặt u ám ban đầu đã biến mất, thay vào đó là nụ cười, hiểu rồi ngã, đôi mắt cáo cười híp lại, đầy mưu mô. Hiểu cái gì? Đương nhiên là đánh đám cáo nhỏ này trước khi Mauna và những người khác đến. Tiếng hét của đám cáo nhỏ không chỉ thu hút Mauna và những người khác,
mà còn thu hút cả thú nhân ở sườn núi. Những thú nhân chưa đi làm việc đều tụ tập lại xem náo nhiệt. Thấy Úc Mộc treo đám cáo nhỏ lên, mọi người đều yên tâm. Cáo nhỏ không có dị năng đối đầu với cáo nhỏ đã thức tỉnh dị năng, kết quả không cần bàn cãi. Úc Mộc ra tay không nặng, chỉ là vừa treo chúng lên, vừa dùng dây leo nhỏ quất vào người chúng, coi như là trừng phạt. Lực không mạnh, nhưng đủ để chúng đau đớn kêu la. Đợi đến khi Mauna và đám cáo lớn chạy đến, đám cáo nhỏ đã bị đánh không ít. Chúng vừa tức vừa đau vừa bất lực, tức giận hét lên. Mauna lạnh lùng nhìn cảnh tượng này, hỏi, lại xảy ra chuyện gì nữa? Úc Mộc nhìn ông ta, nụ cười trên mặt biến mất, lúc trước phá hoại hạt đào là do con cáo nhỏ đó nghịch ngợm, không sao. Nhưng bây giờ, rắc muối xuống đất để phá hoại mầm non lại là nghịch ngợm sao? Trưởng lão Mauna, tôi rất nghi ngờ có phải ông đã sai khiến chúng làm vậy không? Dù là thú con nghịch ngợm đến đâu cũng sẽ không phá hoại hạt giống và mầm non của cây trồng. Khu vực có thể trồng trọt ở sa mạc Chi Hải chỉ có chỗ chúng tôi thôi. Phá hoại những thứ này là cắt đứt nguồn lương thực của chúng tôi. Đây không phải là chuyện nhỏ. Lời cậu nói rất thẳng thắn, khiến sắc mặt Mauna càng thêm khó coi. Chưa kịp để Mauna lên tiếng, Úc Mộc lại nói, nếu ông vẫn nói đây là do cáo nhỏ nghịch ngợm, là hành vi của chúng. Vậy thì tôi chỉ có thể nói, các người không dạy dỗ thú con tốt. Bây giờ đã có thể phá hoại hạt giống, cắt đứt lương thực của người khác, sau này lớn lên còn biết làm ra chuyện gì nữa. Thú con như vậy không xứng đáng ở lại bộ lạc của chúng ta. Mauna quát, chuyện này không đến lượt cậu quyết định. Úc Mộc cười khẩy, ông thì có thể quyết định sao? Nếu hôm nay tôi giết chúng, ông đoán xem thủ lĩnh và An Tắc có trừng phạt tôi không? Nói giết là giết, vài dây leo quất mạnh vào người đám cáo nhỏ đó, vài tiếng bốp bốp vang lên, da chóc thịt bong, tiếng kêu đau đớn của cáo nhỏ vô cùng thê thảm. Tiếng kêu đau đớn, hoảng sợ của thú con khiến Mauna và một số cáo lớn nổi trận lôi đình, vài con cáo lao đến ra tay. Úc Mộc cũng bộc phát khí thế, bước vào trạng thái chiến đấu, tiến lên đánh nhau với ba con cáo lớn đó. Những thú nhân đang xem náo nhiệt đều lùi lại, nhường chỗ cho họ đánh nhau. Một kết giới lặng lẽ xuất hiện trên luống đất nhỏ bên cạnh, bảo vệ những mầm non nó. An Tắc đến, cậu im lặng nhìn trận chiến của họ, không hề tham gia. Ánh mắt cậu chạm vào ánh mắt của Mauna, không khí trở nên căng thẳng hơn. Lần nào cũng đến gây sự, không dạy dỗ cho tốt thì không được. Thú con đánh nhau cũng không sao, nhưng phá hoại hạt giống, phá hoại mầm non, đây không phải là chuyện nhỏ. Không thể dùng từ nghịch ngợm, không hiểu chuyện để hình dung nữa. Đó là ác ý. Dù chỉ là tạm thời sống trên đảo, họ cũng không coi trọng cây cối ở đây. Úc Nhiên không yêu cầu họ phải coi hòn đảo là nhà để yêu quý, nhưng ít nhất không được phá hoại. Ác ý của đám cáo nhỏ đã thể hiện rõ thái độ của đám cáo lớn đối với họ. Họ đã có một suy nghĩ biến thái. Giống cái là thấp kém, chỉ dùng để sinh sản, chỉ có nữ vương cáo của họ là cao quý nhất, là niềm tự hào của họ, mù quáng đến mức đáng sợ. Mỗi lần nghi ngờ Mauna và những người khác, Úc Nhiên đều cảm thấy may mắn vì cáo lớn của cô không có suy nghĩ đáng sợ như vậy. Úc Mộc một chọi ba, lợi dụng ưu thế của dây leo để giữ khoảng cách an toàn với họ, dây dưa với họ. Tạm thời chưa phân biệt được bên nào mạnh hơn. Nhưng xét về số lượng và tuổi tác, Úc Mộc đã là người chiến thắng rồi. Hệ thống, chúc mừng ký chủ mở khóa nhiệm vụ nuôi dưỡng của Úc Mộc, một chọi ba, toàn thắng. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, thưởng cho Úc Mộc một điểm tăng cường dị năng. Thưởng cho ký chủ nâng cấp không gian trồng trọt. Nghe thấy giọng nói của hệ thống, Úc Nhiên không chút do dự mở không gian hệ thống, dùng thẻ cường hóa thuộc tính để cường hóa cho Úc Mộc vài lần. Nhiệm vụ gieo trồng hạt giống trước đó vẫn chưa hoàn thành, nhiệm vụ mới đã xuất hiện, không thể lãng phí lòng tốt của hệ thống. Một mình đấu với ba tên, trong tay Úc Nhiên có đủ thẻ cường hóa để tăng sức chiến đấu của Úc Mộc. Nếu những con cáo khác nhảy vào, An Tắc sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nếu muốn hỗn chiến, số lượng thú nhân bên họ không hề ít. Úc Nhiên cứ vừa xem trận chiến, vừa cường hóa cho Úc Mộc một lần. Xem một lúc, lại cường hóa một lần. Việc cường hóa thuộc tính khiến năng lượng trong cơ thể Úc Mộc ngày càng dồi dào, bùng nổ. Cậu không nhịn được nữa, đánh bay ba con cáo lớn đó lên trời. Ba con cáo đó không con nào biết bay, nhưng chúng đã mượn cành cây để giảm tốc, nên khi rơi xuống đất cũng không quá thảm hại. Dây leo quất mạnh khiến trên người chúng xuất hiện những vết thương dài và sâu, chúng cắn răng chịu đựng, trừng mắt nhìn Úc Mộc. Úc Mộc nở nụ cười đáng sợ, cậu hỏi, vậy tiếp theo tính sao? Là ta giết mấy con cáo nhỏ đó, hay là các ngươi gieo trồng lại một lứa hạt giống cho ta? Thiếu một hạt cũng không được, đếm kỹ có bao nhiêu hạt, thì gieo trồng bấy nhiêu hạt cho ta. Mọi người theo bản năng nhìn luống đất nhỏ đó, xanh mướt một màu, những mầm non nhỏ xíu, căn bản không đếm được có bao nhiêu. Mauna và những người khác tức giận đến mức chín cái đuôi như muốn nổ tung. An Tắc lên tiếng, ai phá hoại thì người đó dọn dẹp, để mấy con cáo nhỏ đó gieo trồng.
nếu không dọn dẹp tốt thì không được ăn thịt. Tương Dương nói thêm. Mấy con cáo nhỏ đó sợ hãi kêu la. An Tắc không nói gì, khiến thú nhân cho rằng cậu đã đồng ý với lời của Tương Dương. Sau đó, An Tắc nhìn Mao Na đang trừng mắt nhìn mình. Cậu lại nói, trưởng lão Mao Na, ông là trưởng lão của bầy cáo đó. Ông có trách nhiệm không thể chối bỏ trong việc dạy dỗ thú con. Bây giờ các người chưa chính thức gia nhập bộ lạc của chúng tôi, chỉ là tạm thời sống ở đây. Chúng tôi sẽ không quản lý quá nhiều cáo bên các người. Nhưng nếu phá vỡ quy tắc của bộ lạc chúng tôi, quá náo loạn, chúng tôi có quyền xử lý chúng. Hy vọng đến lúc đó các người đừng nói chúng tôi cố ý bắt nạt các người, ai gây sự trước thì rất rõ ràng. Cũng hy vọng ông có thể quản lý tốt đám cáo nhỏ bên các người, tránh để cả hai bên đều khó chịu. Như vậy cũng sẽ khiến thú nhân của các bộ tộc khác cho rằng thú con của tộc cáo đen chín đuôi chúng ta không hiểu chuyện, không có đầu óc. Mao Na hít một hơi thật sâu, ông ta chế giễu nói, chúng tôi là người của tộc cáo đen chín đuôi, cậu thì không, giọng điệu đầy khinh thường. An Tắc cũng không tức giận, hỏi, mẹ của các người đều là giống cái của tộc cáo đen chín đuôi sao? Mao Na, đúng. Đám cáo đó đều lộ ra vẻ mặt tự hào và kiêu ngạo. An Tắc sững người một lúc, cậu chỉ thuận miệng hỏi, không ngờ lại là thật. Sau đó, Úc Mộc nghiêm túc nói, số lượng giống cái của một bộ tộc có hạn, nếu cha mẹ đều là thú nhân cùng tộc, rất có thể là kết hôn cận huyết. Trong đám thú nhân đó, rất có thể nhiều người có quan hệ họ hàng. Vì vậy, chỉ số IQ thấp là có lý do. An Tắc và Úc Mộc nhìn nhau, trong lòng đều có câu trả lời chắc chắn. Mao Na không hiểu Úc Mộc nói kết hôn cận huyết là gì. Ông ta tự hào nói, tộc cáo đen chín đuôi chúng tôi, vì muốn sinh ra giống cái mang đặc điểm thú hình, vẫn luôn duy trì việc sinh sản cùng tộc. Hậu duệ của thú nhân cùng tộc mới là cao quý nhất, những đứa lai tạp như các người thật thấp kém. Ông ta nói ra những lời sỉ nhục đó một cách trắng trợn, cũng giống như sự khinh thường, kiêu ngạo khi mới gặp. An Tắc và Úc Mộc không chút do dự giải phóng dị năng, phát động tấn công. Mục tiêu tấn công là tất cả cáo đen chín đuôi đối diện. Bây giờ họ đã hiểu tại sao đám cáo này lại như vậy. Họ không quan tâm đến sự kỳ thị và bài xích của đám cáo này đối với họ, nhưng bây giờ chúng đã nói rõ ràng như vậy, khiến họ rất tức giận. Dòng máu loài người mà họ tự hào lại bị đám cáo đó nói là thấp kém, thật sự không thể nhịn được. Phải đánh nhau một trận. Nếu không ngày mai chúng sẽ trực tiếp sỉ nhục, làm hại mẹ của họ. Điều này, họ tuyệt đối không cho phép. Hai con cáo nhỏ tràn đầy phẫn nộ, chiêu nào cũng tàn nhẫn, trực tiếp đánh cho đám cáo đó không kịp trở tay. Một con hỗ trợ làm chậm, một con tấn công chính, ra chiêu nhanh và mạnh, chúng căn bản không kịp phản ứng, khi hoàn hồn lại thì đã bị đánh ngã lăn ra đất. Úc Nhiên khẽ cười, xem ra việc sinh sản cùng tộc cũng không giúp các người sinh ra giống cái mang đặc điểm thú hình khi chào đời. Sức chiến đấu của các người cũng không cao. Không nói đến chỉ số IQ, dù sao đó cũng là truyền thống của bộ tộc người ta. Họ không ngu ngốc, chỉ là quá cổ hủ. Vốn đã bị thương, bây giờ lại bị Úc Nhiên mỉa mai như vậy, mọi người cảm thấy khó thở vô cùng. Đúng là vậy, họ đã sinh ra rất nhiều thú con, nhưng không có một con cái nào mang đặc điểm thú hình khi chào đời. Tệ hơn nữa là, nữ vương cáo mà bộ tộc họ tôn thờ lại được sinh ra bởi giống cái của bộ tộc khác. Thật là mất mặt. Mặt đau, lòng càng đau hơn. Thời đại đang tiến bộ, suy nghĩ đừng quá hạn hẹp. Úc Nhiên nói xong, liền xoay người rời đi. Có con cáo nhỏ giọng hỏi, lời cô ta nói là có ý gì? Won thản nhiên nói, chắc là muốn nói những gì các người nghĩ chưa chắc đã đúng, có một số truyền thống chưa chắc đã là đúng. Đừng nghĩ truyền thống như thế nào, mà phải, tùy cơ ứng biến. Phải không? An Tắc. An Tắc khẽ gật đầu, cũng gần giống như vậy. Nói quá phức tạp, người ta sẽ càng khó hiểu hơn. Được Won giải thích như vậy, Mao Na và những người khác đã hiểu, nhưng họ không đồng tình, họ vẫn kiên trì với truyền thống của bộ tộc mình. Đánh nhau xong, đám cáo đó đều đã bị dạy dỗ, Mao Na và những người khác không nói gì nữa, lủi thủi xuống núi. Sự thật rõ ràng nhất là sức chiến đấu của họ quá yếu, trong thế giới đề cao thực lực, dù không cam lòng, họ cũng không thể làm gì khác. Chuyện này coi như kết thúc. Úc Mộc lập tức kiểm tra luống đất bị rắc muối. May mà chúng rắc muối hạt chứ không phải đổ nước muối. Cậu cẩn thận nhặt những hạt muối chưa tan ra, cẩn thận thay một ít đất mới. Như vậy tỷ lệ sống sót sẽ rất cao. Việc những mầm non này có thể sống sót hay không là một chuyện, hình phạt đối với đám cáo nhỏ đó sẽ không bị hủy bỏ, phải để chúng gieo trồng lại một lứa. Úc Nhiên không lo lắng những mầm non đó sẽ chết hết, khi thần lực của Bạch Túc xuất hiện, cô biết sẽ không có vấn đề gì lớn. Cô bế con gái, dựa vào ổ cỏ nghỉ ngơi, trong lòng bắt đầu nói chuyện với hệ thống. Úc Nhiên, hệ thống, điều tra chuyện của tộc cáo đen chín đuôi, về truyền thừa của nữ vương cáo, chắc chắn không chỉ có những gì Thương Ấp đã nói với tôi. An Tắc và mấy con cáo nhỏ đó có lẽ vì có truyền thừa của loài người, nên không có được truyền thừa đầy đủ của tộc cáo đen chín đuôi.
nhưng Thương Ấp hẳn đã thức tỉnh toàn bộ truyền thừa. Khi con gái chào đời, anh không nói rõ ràng. Có thể là anh cảm thấy không cần thiết phải nói với cô, hoặc là do anh vô tình quên mất. Hệ thống, trong truyền thừa của tộc cáo đen chín đuôi, hệ thống không ghi lại nhiều thông tin về nữ vương cáo, nhưng theo như lời Mona nói, thì cũng chỉ có vậy. Giống cái sinh ra mang đặc điểm thú hình sẽ được bầy cáo coi là kiếp sau của tổ tiên. Tổ tiên là người tạo ra sự huy hoàng của bộ tộc, kiếp sau của họ chắc chắn sẽ khiến bộ tộc trở nên tốt đẹp hơn. Trong truyền thừa của họ có tín ngưỡng như vậy. Và điều kiện tiên quyết để tổ tiên đầu thai là cần cáo nhỏ được sinh ra từ thú nhân đực và giống cái cùng tộc, cáo con có huyết thống thuần khiết càng dễ khiến tổ tiên đầu thai. Rất lâu trước đây, vì có tín ngưỡng này, tộc cáo đen chín đuôi đều sống cùng nhau theo từng nhóm thú nhân cùng tộc để thuận tiện cho việc sinh sản, để tổ tiên đầu thai. Nhưng giống cái mang đặc điểm thú hình như trong truyền thuyết này, không có con cáo nào sinh ra được. Cho dù là do nguyên nhân của bản thân họ, hay tổ tiên của tộc cáo đen chín đuôi có thể đầu thai hay không, dù sao thì đến nay, họ vẫn chưa có được giống cái mang đặc điểm thú hình khi sinh ra. Cũng vì chuyện này mà tộc cáo đen chín đuôi đã phân chia. Một phe là tín ngưỡng giống cái đó, muốn tiếp tục tuân theo phương pháp truyền thừa để sinh sản. Một phe cho rằng truyền thừa này là sai lầm, số lượng giống cái của một bộ tộc có hạn, số lượng thú nhân được lại quá nhiều. Nếu chỉ kết đôi với giống cái cùng tộc, rất nhiều thú nhân được sẽ phải độc thân, cơ thể của giống cái cũng không chịu nổi việc sinh con liên tục. Sự hùng mạnh của một bộ tộc không phải dựa vào một giống cái, cũng không thể vì một giống cái mà để những giống cái khác trong tộc chịu khổ. Càng không thể tước đoạt quyền kết đôi với giống cái của các bộ tộc khác của thú nhân được. Cứ như vậy mà chia thành hai phe, Mona là thuộc phe tín ngưỡng truyền thừa, Thương Ấp là hậu duệ của phe tự do. Không có cha nhồi nhét, nhấn mạnh chuyện truyền thừa, suy nghĩ của Thương Ấp về con gái không cực đoan như Mona và những con cáo đó. Úc Nhiên, nói cách khác, chỉ cần điều kiện cho phép, tổ tiên của tộc cáo đen chín đuôi thật sự có thể đầu thai. Sau khi trải qua mẹ người cá và thần sa mạc, cô cảm thấy chuyện này là có thật. Hệ thống, đúng vậy, chỉ là điều kiện rất khắt khe, không chỉ cần thú nhân đực và giống cái cùng tộc sinh sản, mà còn cần đáp ứng các điều kiện khác. Về chuyện này, hệ thống cũng đang điều tra thêm. Tốt lắm, tạm thời vẫn chưa rõ ràng. Ký chủ, con gái không phải là kiếp sau của tổ tiên của họ, nếu những con cáo đó biết chuyện này, có thể sẽ làm gì đó. Lời nhắc nhở của hệ thống khiến Úc Nhiên giật mình. Có đặc điểm thú hình chỉ là một đặc điểm bên ngoài, có thể còn có những điều kiện khác để xác nhận. Nếu Mona và bầy cáo đó phát hiện con gái không phải là nữ vương cáo của họ, tình hình sẽ rất nguy hiểm. Cô im lặng nhìn không khí, ánh mắt lóe lên tia sát ý. Vậy thì giết. Lúc đầu phát hiện ra Mona, chỉ là cảm thấy sớm muộn gì họ cũng sẽ vào sa mạc Chi Hải tìm con gái, chi bằng nhân lúc bộ lạc giao chiến với thần sa mạc mà để họ đến. Sự thù địch của họ đối với An Tắc khiến cô không thể đối xử hòa nhã với họ. Đối với bầy cáo đó, cô chỉ muốn mượn sức mạnh của họ mà thôi. Bây giờ thần sa mạc đã được giải quyết. Nếu sự tồn tại của bầy cáo đó đã đe dọa nghiêm trọng đến sự tồn tại của bộ lạc, thì cần phải áp dụng biện pháp đặc biệt. Úc Nhiên cúi đầu nhìn con gái trong lòng, con bé đang ngây thơ nhìn cô, trông thật đáng yêu. Con gái nhìn cô, nhìn một lúc, bỗng nhiên mở miệng cười. Nhìn hàm răng nhỏ xíu màu hồng nhạt, Úc Nhiên không nhịn được cười. Các con đều là bảo bối của mẹ tuyệt đối sẽ không để người ngoài bắt nạt các con. Cô cúi đầu, hôn lên trán con gái một cái thật dịu dàng. Con gái như đang đáp lại cô, khẽ ư ử. Úc Nhiên hơi buồn ngủ, cô bế con gái về nhà che ngủ trưa. Khi tỉnh dậy, con cáo tên thân đặc đang đợi ở khu lều trại. Tương Dương và đám thú con đang nhìn chằm chằm vào nó, sợ nó sẽ làm gì đó. Thân đặc yên lặng đợi ở đó, nó phớt lờ sự cảnh giác của đám thú con. Mãi đến khi Úc Nhiên bế con gái đến, nó vui mừng, lập tức đi về phía cô. Làm gì vậy? Tương Dương nhanh chóng chắn trước mặt nó, chặn đường nó lại. Úc Nhiên vừa ra ngoài đã thấy thân đặc, nhìn dáng vẻ của nó, chắc là đến tìm cô. Cô chậm rãi bước tới. Thân đặc dừng lại, nhìn Úc Nhiên đã đi đến trước mặt, nói, tôi chỉ muốn hỏi Úc Nhiên còn hạt giống không? Mấy con cáo nhỏ đó rắc muối lên ruộng là sai, chúng tôi không tìm được nhiều hạt giống như vậy. Nó nói với vẻ mặt hơi ngại ngùng. Úc Nhiên không nói gì, mà trực tiếp lấy vài túi hạt giống từ không gian đưa cho nó. Nó cũng không hỏi đó là hạt giống của loại cây gì, vui vẻ nhận lấy hạt giống rồi rời đi. Khi rời đi, ánh mắt nó vẫn nhìn về phía khu lều trại. Úc Nhiên nhìn theo ánh mắt của nó, cuối cùng dừng lại trên người Đới Ni. Hóa ra là thích Đới Ni, cô nhớn mày nói. Tương Dương bất lực nói, đúng vậy, nó đã đợi ở đây một lúc lâu rồi, ánh mắt cứ nhìn Đới Ni mãi. Cũng may là Lý Hách không ở đây, nếu không chắc chắn sẽ đánh chết nó. Chưa ai nói rõ ràng, nhưng Lý Hách và Đới Ni, trừ thời gian ngủ và đi vệ sinh, hầu như lúc nào cũng dính lấy nhau. Dù không nói rõ, mọi người đều coi họ là một đôi. Ai cũng hiểu.
Đến y là giống cái sắp trưởng thành, giai đoạn này rất được lòng những thú nhân đực có sở thích nuôi dưỡng. Úc Nhiên không ngạc nhiên khi đến y được thú nhân khác để ý. Chỉ là đối phương là người của tộc cáo đen chín đuôi, sau này sẽ có xung đột. May mà thân đặc đó cũng không có hành động gì tiếp theo, chỉ là những ngày sau đó, nó sẽ tìm đủ mọi lý do để đến sườn núi. Cũng rất nhiệt tình tiếp xúc với Thương Ấp, dáng vẻ đó, nếu không biết còn tưởng nó đã phản bội, đi theo Thương Ấp. Chiều hôm đó, khi Úc Nhiên ngủ dậy, phát hiện Thương Ấp đang dệt vải ở bên ngoài. Cô lười biếng xoay người, hỏi, thú nhân được tên thân đặc đó, anh định xử lý thế nào? Thương Ấp vẫn tiếp tục công việc trên tay, hỏi ngược lại, em đang nói đến chuyện gì? Chuyện nó thích đới ni sao? Úc Nhiên không ngạc nhiên khi anh phát hiện ra, thân đặc không hề che giấu ý đồ của mình đối với đới ni. Ngược lại còn dùng hành động im lặng của mình để tuyên bố với mọi người rằng nó thích cô bé. Đới ni là con gái của mình, bất kỳ biến động nào xảy ra xung quanh cô bé, Thương Ấp đều sẽ chú ý đến. Hơn nữa, chuyện kiểu này sẽ có rất nhiều thú con báo tin cho anh sẽ không phải là người cuối cùng biết. Lý Hách lại rất bình tĩnh, Úc Nhiên không nhịn được trêu chọc. Mấy ngày nay, cô vẫn luôn âm thầm quan sát Lý Hách, phát hiện anh không có phản ứng gì, vẫn như mọi ngày. Hoặc là cùng nhau giúp gieo hạt, hoặc là đi làm việc với Thương Ấp, cũng sẽ cùng đới ni nấu cơm cho mọi người. Mấy lần Lý Hách và thân đặc chạm mặt nhau, anh thậm chí còn không thèm nhìn đối phương, vẫn lạnh lùng như mọi khi. Thương Ấp nói, giống cái tìm nhiều thú nhân được là chuyện bình thường, em chỉ chọn anh, không tìm thú nhân được khác, đó là em, không có nghĩa là giống cái khác không thể tìm. Hơn nữa, đới ni còn nhỏ, dù thân đặc có tỏ tình thì sao, cũng không thể mang về hang để kết đôi. Giữa Lý Hách và thân đặc, đới ni đương nhiên sẽ thiên vị Lý Hách. Lý Hách có ưu thế tuyệt đối, một thân đặc căn bản không thể lay chuyển địa vị của anh trong lòng đới ni. Nói như vậy, đúng là không cần phải lo lắng gì. Đới ni sắp trưởng thành rồi, con bé có thể tự lựa chọn, em không cần quá lo lắng, con bé rất thông minh, Thương Ấp lại nói. Nếu em thấy chán thì cứ nghiên cứu món ăn, đừng nghĩ đến những chuyện đau đầu khác. Úc Nhiên bất lực, đây là nói cô ăn no rừng mỡ sao? Mấy ngày nay em đang đợi những cây con mà Úc Mộc gieo trồng có thể chuyển đến khu vực trồng trọt dưới chân núi. Một số mầm non phát triển tốt, phù hợp với điều kiện thành công của nhiệm vụ nuôi dưỡng, đã được hệ thống ghi nhận. Cô đang chờ. Mấy con cáo nhỏ của Mao Na cũng đã gieo trồng một ít, chỉ là không có thuốc kích thích sinh trưởng và dị năng hệ mộc gia trì. Tốc độ nảy mầm của hạt giống rất chậm, bây giờ cũng chỉ có một ít hạt giống nảy mầm. Đối với việc trồng vườn cây ăn quả, Thương Ấp không có ý kiến gì. Anh hoàn toàn để Úc Nhiên tự do phát huy, muốn trồng cây ăn quả thì trồng, muốn làm gì thì làm. Anh nói, Bạch Túc vẫn đang từ từ mở rộng lãnh thổ, diện tích của hòn đảo sẽ ngày càng lớn, em cứ tùy ý chơi đùa. Úc Nhiên gật đầu, khu vực cách ly ở giữa được sắp xếp như thế nào? Với năng lực hiện tại của Bạch Túc, muốn thôn tính khu vực cách ly ở giữa trong thời gian ngắn là gần như không thể. Tính cả khu vực của họ và khu vực cách ly ở giữa, đó là 2/3 khu vực của sa mạc Chi Hải. Dù thần sa mạc đã chia một phần không gian, nhưng khu vực không gian còn lại vẫn rất rộng lớn, muốn trực tiếp thôn tính 2/3 là không thể. Hơn nữa, cách ly là cách ly, họ cần giữ khoảng cách an toàn với thần sa mạc ở bên kia. Khu vực cách ly ở giữa sẽ không bị thôn tính quá nhiều, nhưng không có sức mạnh kiểm soát, sau này sẽ xảy ra nhiều vấn đề. Nói đến chuyện này, Thương Ấp dừng công việc trên tay, đứng dậy đi đến, anh ngồi xếp bằng trên giường, nắm lấy tay cô, nghiêm túc thảo luận vấn đề này với cô. Anh và An Tắc đã thảo luận về vấn đề của khu vực đó, là khu vực ngăn cách giữa chúng ta và sa mạc Chi Hải, quá lớn hay quá nhỏ đều không được. Dù thần sa mạc đã chia khu vực này, nhưng cũng chỉ là không còn sự kiểm soát của sức mạnh của nó, những thứ khác sẽ không thay đổi, khe nứt không thời gian vẫn tồn tại. Không có sức mạnh kiểm soát, khi năng lượng từ khe nứt không thời gian ngày càng nhiều, khu vực đó sẽ mất kiểm soát, rất dễ khiến động vật biến dị, thậm chí trở thành lãnh thổ của động vật. Nếu coi khu vực đó là khu vực mạo hiểm hoang dã thì cũng được, có thể để thú con rèn luyện, cũng có thể thả một số động vật ở đó. Thương Ấp nói xong, nhìn phản ứng của Úc Nhiên, nhưng cô không có phản ứng gì, thậm chí không có ý định lên tiếng. Anh tiếp tục nói, cũng đã nghĩ đến việc để Sơn Xuyên Chi Linh hoặc Hắc Long đến đó kiểm soát, chuyện này phải xem ý của con gái. Sơn Xuyên Chi Linh và Hắc Long đều là linh thú của con gái, chuyện này họ không thể tự quyết định. Úc Nhiên suy nghĩ một chút rồi nói, khu vực cách ly ở giữa, dù không có thần minh kiểm soát, chúng ta cũng phải nắm giữ nó trong tay. Nếu để nó tự do phát triển, rất dễ phát triển thành tình huống mà chúng ta không kiểm soát được. Đúng rồi, sau khi phân chia khu vực, mỗi khu vực đều có khe nứt không thời gian. Những khe nứt không thời gian đó vẫn giống như trước, sẽ chuyển năng lượng từ thế giới khác đến. Sa mạc Chi Hải mỗi ngày đều mở rộng, chúng ta cần xác định lãnh thổ của mình, bao gồm cả khu vực đó. Thương Ấp nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, không nhịn được mỉm cười.
Đây là lần đầu tiên anh thấy Úc Nhiên có ý thức lãnh thổ mạnh mẽ như vậy. Đây là không muốn để sa mạc Chi Hải mở rộng trở lại. Được, anh sẽ xem xét sắp xếp. Anh mỉm cười, nắm chặt tay cô. Nếu Úc Nhiên thật sự là kiếp sau của tổ tiên tộc cáo đen chín đuôi, vậy thì có thể sắp xếp để con gái tập hợp cáo đen chín đuôi thành lập một bộ lạc, có thể trực tiếp xây dựng ở khu vực cách ly ở giữa. Nhưng con bé lại không phải. Con bé chỉ là con lai giữa người và thú nhân, chỉ là người có đặc điểm thú hình. Úc Nhiên nhìn khuôn mặt tuấn tú, dịu dàng của Thương Ấp, nói, chiều hôm đó, khi anh đưa Úc Tinh đi biển bắt cua, đám cáo nhỏ đã đến gây rối. An Tắc và Úc Mộc đã đánh nhau với đám cáo đó. Lúc đó Mao Na đã nói một số chuyện. Chuyện đánh nhau không cần nói nhiều, anh đều biết. Thương Ấp gật đầu, chờ cô nói tiếp. Úc Nhiên, Mao Na nói, chỉ có thú nhân đực và giống cái của tộc cáo đen chín đuôi sinh sản mới có thể sinh ra giống cái mang đặc điểm thú hình. Chỉ có thú nhân cùng tộc mới được, điều này thể hiện huyết thống thuần khiết. Đó cũng là lý do tại sao họ lại coi thường cáo con nhà chúng ta. Úc Nhiên thật sự là kiếp sau của tổ tiên tộc cáo đen chín đuôi sao? Hay chỉ đơn thuần là có đặc điểm thú hình? Con cáo già Thương Ấp này, ngoài miệng không nói, nhưng tâm tư rất sâu. Những chuyện này anh không thể không nghĩ đến, chỉ là không nói cho cô biết. Chắc lại bị anh xếp vào loại chuyện nhỏ, không cần nói với vợ. Sau đó, anh bình tĩnh đáp, việc con gái có phải là kiếp sau của tổ tiên tộc cáo đen chín đuôi hay không, không quan trọng. Đối với anh, không quan trọng, con bé chỉ là con của anh và em, là người anh cần bảo vệ. Dù con bé thật sự là kiếp sau của tổ tiên, anh cũng sẽ không lợi dụng con bé để khống chế toàn bộ tộc cáo đen chín đuôi. Úc Nhiên hiểu ra, Thương Ấp đã xác định con gái không phải là kiếp sau của tổ tiên của họ. Nếu không, lúc này anh sẽ không nói dù con bé thật sự là. Cô tò mò hỏi, sao anh lại cho rằng Úc Nhiên không phải là kiếp sau của tổ tiên của các người? Thương Ấp im lặng vài giây, nói, lúc con bé mới sinh, anh thật sự tin là con bé là kiếp sau của tổ tiên. Nhưng sau đó, anh phát hiện ra điều bất thường. Theo ghi chép truyền thừa, nếu Úc Nhiên thật sự là kiếp sau của tổ tiên tộc cáo đen chín đuôi, khi tiếp xúc với thú nhân của tộc cáo đen chín đuôi, con bé sẽ giải phóng sức mạnh áp chế. Anh không cảm nhận được sức mạnh này. Nếu vì anh là cha của con bé, nên con bé không áp chế anh, vậy thì khi gặp Mao Na và bầy cáo đó, sức mạnh này sẽ được giải phóng. Đến bây giờ, Úc Nhiên vẫn chưa giải phóng sức mạnh áp chế Mao Na và những người khác. Đừng nói là áp chế, ngay cả một chút xíu công kích cũng không có, điều này không phù hợp với ghi chép truyền thừa. Vì vậy, anh càng tin rằng con bé chỉ là tình cờ có đặc điểm thú hình. Anh nhìn con gái đang ngủ ngon lành trong nôi mây, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Úc Nhiên hẳn là hoàn toàn mang hình người, chỉ là vô tình bị ảnh hưởng bởi huyết thống của anh nên mới mọc ra tai cáo và đuôi cáo. Giống cái của thú nhân đều mang hình người, không có đặc điểm thú hình. Truyền thuyết về kiếp sau của tổ tiên chỉ có ở tộc cáo đen chín đuôi, những bộ tộc thú nhân khác không có truyền thuyết này. Trường hợp của con gái chỉ là trùng hợp. Nghe Thương Ấp nói vậy, Úc Nhiên cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Cô sợ cáo lớn vẫn luôn coi con gái là tín ngưỡng kiếp sau của tổ tiên. Sau này nếu một ngày nào đó phát hiện con bé không phải là kiếp sau của tổ tiên, thì sẽ thất vọng biết bao. May mà, anh đều biết rõ. Úc Nhiên thản nhiên nói, ban đầu em còn tưởng Úc Nhiên nhà chúng ta thật sự là kiếp sau của tổ tiên các người. Sau khi nghe Mao Na nói, em bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng có chút lo lắng. Thương Ấp gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Không phải là kiếp sau của tổ tiên tộc cáo đen chín đuôi, không phải là nữ vương cáo mà họ tôn thờ, sau này sẽ ít bị ràng buộc hơn. Một giống cái càng được tôn sùng, áp lực phải gánh chịu cũng sẽ càng lớn. Điều đáng lo ngại là, sau khi Mao Na và những người khác biết Úc Nhiên không phải là nữ vương cáo thật sự, khó tránh khỏi việc họ sẽ làm gì đó. Thương Ấp nói, mấy ngày nay, anh vẫn luôn sắp xếp thú nhân theo dõi hành tung của Mao Na và bầy cáo đó. Họ sống gần hố biển nhỏ, ra vào thuận tiện, đã nhiều lần mang theo thức ăn ra ngoài hoạt động. Úc Nhiên im lặng, thử hỏi, họ đi tìm thú nhân khác sao? Bên ngoài quá lạnh, thú nhân của bộ lạc, nếu không có yêu cầu đặc biệt, sẽ không được phép ra ngoài hoạt động. Dù có sắp xếp ra ngoài hoạt động cũng sẽ không mất quá nhiều thời gian, hoàn toàn không cần thiết phải mang theo thức ăn. Vì Thương Ấp cố ý nhấn mạnh Mao Na và những người khác mang theo thức ăn ra ngoài, điều đó có nghĩa là số thức ăn đó rất có thể là mang cho thú nhân khác. Thú nhân sống trên đảo, bao gồm cả Mao Na và bầy cáo đó, chỉ cần nghe theo sự sắp xếp, tham gia làm việc, bộ lạc sẽ cung cấp thức ăn. Rau và hải sản hoàn toàn tự do. Thịt thì có hạn, mỗi bữa ăn sẽ hạn chế số lượng một chút. Thú nhân dù có ra ngoài hoạt động cũng là ăn no rồi mới đi, hoạt động xong sẽ quay lại, sẽ không cố ý mang theo thức ăn ra ngoài. Số lượng cáo của họ rất đông, Mao Na và những người này chỉ là một phần nhỏ, Thương Ấp trầm giọng nói. Theo như thú nhân biết bay theo dõi, và những gì đặc lý khác và những người khác biết được, có tổng cộng 3 trưởng lão như Mao Na,
Giống cái và thú con của bộ lạc họ đều đang trú đông trong một hang động ở bờ biển. Mana là người có sức mạnh yếu nhất trong số các trưởng lão đó. Thương Ấp nói ra những thông tin mà anh đã tìm hiểu được trong mấy ngày nay, ánh mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Nhớ lại tình huống An Tắc và Úc Mộc đánh nhau với đám cáo đó trước đây, Úc Nhiên cau mày, mấy hôm trước, khi An Tắc và Úc Mộc ra tay với họ, đám cáo đó hoàn toàn bị hai đứa áp đảo. Lúc đó em còn thắc mắc tại sao sức chiến đấu của họ lại yếu như vậy, còn tưởng là cáo con nhà chúng ta lợi hại. Nói như vậy, đám cáo đó có thể đã cố ý che giấu thực lực. Cô nghi ngờ về sức mạnh của Mao Na và những người khác là vì muốn dẫn họ đến đối phó với thần sa mạc, không ngờ lại yếu như vậy. Chuyện của thần sa mạc đã qua, sức chiến đấu của đám cáo đó cũng rất kém. Mao Na là trưởng lão, là cáo giả, những con cáo có thể ngồi vào vị trí đó không chỉ có thực lực mà còn có trí tuệ. Úc Nhiên không quan tâm đến sức chiến đấu của Mao Na như thế nào, nhưng những con cáo trưởng thành khác cũng rất yếu, điều này khiến cô khó hiểu. Theo cách hành xử của họ, có cảm giác như bản thân không có năng lực gì, nhưng dã tâm lại rất lớn. Thương Ấp khẽ hừ một tiếng, họ không yếu như em nghĩ đâu, trong số những thú nhân được trưởng thành đó, có vài con có sức mạnh vượt xa An Tắc và Úc Mộc. Lời này khiến Úc Nhiên nghiêm túc. Anh nắm chặt tay cô, mục đích của họ là con gái, dù là để họ ở lại hòn đảo hay trực tiếp đuổi họ đi, thậm chí là rớt họ. Những con cáo đen chín đuôi bên ngoài đã biết đến sự tồn tại của con bé, không thể giải quyết dứt điểm trong một sớm một chiều được. Em cũng đừng lo lắng họ sẽ làm gì, bây giờ Mao Na và những người khác chỉ đơn thuần là ở lại đây, canh chừng con gái mà thôi. Anh sẽ sắp xếp thú nhân theo dõi đám cáo bên ngoài, nếu có chuyện gì xảy ra, sẽ lập tức báo cho chúng ta. Thực ra, anh càng lo lắng hơn là có vài giống cái bên họ đang mang thai, nếu có giống cái sinh ra nữ vương cáo. Anh không nói tiếp, nhưng Úc Nhiên hiểu ý của anh. Nếu nữ vương cáo thật sự xuất hiện, so sánh một chút là có thể xác nhận con gái của họ không phải là nữ vương cáo thật sự. Xác suất sinh ra nữ vương cáo rất thấp, nhưng không có nghĩa là không thể. Úc Nhiên suy nghĩ một chút, hỏi, ngoài việc đều là thú nhân của tộc cáo đen chín đuôi, còn cần những điều kiện gì khác để tổ tiên của các người có thể đầu thai? Thương Ấp suy nghĩ một lúc, chọn ra những ghi chép liên quan đến vấn đề này trong truyền thừa. Anh nói, thú nhân đực và giống cái cùng tộc là quan trọng nhất, còn có thiên phú của thú nhân đực, trạng thái cơ thể của giống cái đều phải là tốt nhất, còn lại là tùy thuộc vào may mắn. Ngoài ra, thủ lĩnh cần xây dựng bàn thờ, cúng tế, cung phụng, thành tâm cầu xin tổ tiên đầu thai. Úc Nhiên, không sợ cầu xin nhầm thứ gì sao? Thương Ấp nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu, theo bản năng đáp, cầu xin là tổ tiên của tộc cáo đen chín đuôi, không thể cầu xin nhầm được. Úc Nhiên gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, dù sao thế giới thú nhân cũng có thần, có ma hay không thì cô không biết, cô chưa gặp bao giờ. Em thấy điều kiện để nữ vương cáo chào đời khắt khe như vậy, họ hẳn là có thể nghĩ đến việc con gái không phải là nữ vương cáo của họ, cô nói. Thương Ấp mím môi nói, có lẽ họ chỉ muốn xác nhận một chút. Những con cáo tin vào nữ vương cáo vẫn luôn làm theo yêu cầu trong ghi chép truyền thừa để cầu xin nữ vương cáo. Đã qua bao nhiêu năm rồi mà vẫn chưa có nữ vương cáo nào chào đời. Nếu làm theo yêu cầu mà vẫn không có được nữ vương cáo, họ cũng sẽ nghi ngờ có gì đó không đúng. Biết đâu đổi phương pháp thì sẽ có. Dù sao con gái của chúng ta cũng có một số đặc điểm của nữ vương cáo. Giống cái cáo đen chín đuôi mang đặc điểm thú hình khi sinh ra. Điều này đủ khiến những con cáo đó phấn khích. Dù có phải hay không, họ đều cần xác nhận hoặc đặt tất cả hy vọng vào con gái. Dù có phải hay không, họ đều cho là đúng. Thật khó hiểu tại sao nhất định phải có nữ vương cáo. Úc Nhiên cảm thấy rất khó chịu. Cũng giống như Thương Ấp đã nói với Mao Na, không có nữ vương cáo, bộ tộc vẫn sinh sôi nảy nở, cũng sẽ không vì không có nữ vương cáo mà bị diệt vong. Thương Ấp cúi đầu nói, nữ vương cáo là kiếp sau của tổ tiên tộc cáo đen chín đuôi. Tổ tiên đã tạo ra sự sinh sôi nảy nở của bộ tộc, nếu họ đầu thai, sẽ dẫn dắt bộ tộc đến một tương lai tươi sáng hơn. Úc Nhiên, nữ vương cáo không chỉ là kiếp sau của tổ tiên, mà còn là tín ngưỡng của tộc cáo đen chín đuôi. Có nữ vương cáo, sức mạnh đoàn kết của bộ tộc sẽ càng mạnh mẽ hơn. Một khi nữ vương cáo xuất hiện, những con cáo đen chín đuôi lang thang bên ngoài sẽ tập trung lại, tất cả tộc nhân sẽ tập trung lại với nhau. Úc Nhiên không thể phủ nhận. Cô nói, nếu nữ vương cáo thật sự xuất hiện, anh sẽ làm gì? Anh ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt tinh và kiên định. Anh không còn là thú nhân độc thân nữa, anh đã có em rồi, phải lấy em làm trọng, em ở đâu thì anh ở đó. Nữ vương cáo không liên quan gì đến anh cũng không vĩ đại đến mức phải liều mạng vì tương lai của bộ tộc. Anh chỉ muốn bảo vệ em và con của chúng ta, những thứ khác không liên quan đến anh. Nếu thật sự có nữ vương cáo, những con cáo đó muốn bắt nạt em, bắt nạt con của chúng ta, anh sẽ không chút do dự đứng về phía em. Nghe những lời này, Úc Nhiên cảm thấy ấm áp vô cùng, cô đưa tay ôm chặt anh. Con cáo vốn dĩ lạnh lùng,
kiêu ngạo, sao có thể quan tâm đến tương lai của bộ tộc. Từ đầu đến cuối, anh chỉ quan tâm đến cô, tất cả khả năng đều dùng để bảo vệ cô. Trong thế giới thú nhân, chưa bao giờ có chuyện thú nhân cùng tộc phải yêu thương lẫn nhau. Cần rớt vẫn phải rớt, sau cuộc trò chuyện này với Thương Ấp, Úc Nhiên đã hiểu rõ hơn rất nhiều điều mà cô còn nghi ngờ. Mauna và bầy cáo đó còn có một nhóm lớn phía sau, nếu chỉ xử lý riêng Mauna và những người khác, sẽ không thể giải quyết vấn đề từ gốc rễ. Những con cáo đen chín đuôi đó đã biết đến sự tồn tại của con gái, cho dù họ muốn xác nhận con gái có phải là nữ vương cáo của họ hay không, hay đã coi con gái là nữ vương cáo, thì thế lực đó cũng không dễ động đến. Trước khi con gái lớn lên, trước khi họ xác nhận con gái không phải là nữ vương cáo của họ, họ sẽ không hành động gì. Sự náo loạn của nhóm cáo nhỏ của Mauna chỉ là do ăn no rừng mỡ, ngoài việc phiền phức ra, không đáng lo ngại. Nhóm cáo đen chín đuôi đó cũng không đáng lo ngại, chỉ cần bộ lạc của họ phát triển, số lượng thú nhân đông đảo, những con cáo đó dù muốn làm gì cũng không thể làm gì được họ. Lúc con gái chào đời, thú nhân ở sa mạc Chi Hải đều cho rằng con bé mang đến tai họa, khiến sa mạc Chi Hải giảm nhiệt độ. Thú nhân của các bộ tộc khác không có tín ngưỡng nữ vương cáo, cũng không biết chuyện này. Mới bao lâu, đã có một lượng lớn cáo đen chín đuôi tập trung đến đây, Úc Nhiên nói, có ý riêng. Sau khi đến thế giới thú nhân, cô đã đổi nhiều địa điểm, cũng không gặp được mấy con cáo đen chín đuôi. Lúc này, vì con gái, có rất nhiều cáo đen chín đuôi đến, bây giờ nghĩ lại, có chút kỳ lạ. Thương Ấp bình tĩnh nói, không phải do những thú nhân rời khỏi sa mạc Chi Hải nói, thì cũng là do thần sa mạc nói, nếu không, cáo đen chín đuôi sẽ không tập trung đông như vậy. Anh càng nghiêng về việc thần sa mạc đã lan truyền tin tức này. Thú nhân đực của tộc cáo đen chín đuôi kết đôi, sinh sản với giống cái của bộ tộc khác, sinh ra giống cái mang đặc điểm thú hình khi chào đời. Ngoại trừ đặc điểm thú hình, những thứ khác không phù hợp với điều kiện đầu thai của nữ vương cáo. Trong trường hợp bình thường, sẽ chỉ coi là do huyết thống truyền thừa của giống cái bị lỗi. Dù có cáo muốn xác nhận, cũng không đến mức di chuyển cả một bộ lạc lớn như vậy. Đó không phải là cử vài thú nhân được đến xác nhận, mà là mang theo cả giống cái và thú con trong bộ lạc, cùng nhau di chuyển. Bên ngoài lại đang là mùa đông, họ hành động lớn như vậy, chắc chắn có nguyên nhân. Úc Nhiên, nếu chỉ là nghe thú nhân khác nói về con gái, sẽ không đến mức như vậy. Chắc chắn là có điều gì đó khiến họ cho rằng con gái là nữ vương cáo, hoặc nguyên nhân nào khác, khiến họ phải di chuyển cả bộ lạc đến đây. Thần sa mạc rất đáng ngờ. Dù sao thì với năng lực của nó, việc xúi dục những thú nhân đó rất dễ dàng. Anh sẽ bảo Bạch Túc hỏi thần sa mạc, xác nhận xem có liên quan đến thần sa mạc hay không, nếu không liên quan thì sẽ điều tra theo hướng khác. Giọng điệu của Thương Ấp trở nên lười biếng. Anh đưa tay vuốt ve mái tóc hơi rối của Úc Nhiên, kết thúc chủ đề này. Con gái tỉnh rồi, chúng ta đi ăn điểm tâm thôi. Úc Nhiên mới hoàn hồn, quay đầu nhìn con gái, không biết con bé tỉnh từ lúc nào, đang yên lặng nằm đó, ánh mắt nhìn không khí như đang suy nghĩ điều gì đó. Con bé hơi nghiêng đầu, nhìn Úc Nhiên, cười toe toét. Anh có thấy không, con bé cười với em rồi, Úc Nhiên không nhịn được nói. Thương Ấp qua loa đáp, hơi muộn đấy, bình thường mới sinh ra đã có thể cười rồi. Cô liếc anh một cái, cũng không tranh luận với anh. Cô không biết thú con của thú nhân như thế nào, thú con của bé địch, cô cũng chưa thấy cười tươi như vậy. Xét theo góc độ của trẻ sơ sinh loài người, có thể cười, nhưng mục tiêu sẽ không rõ ràng như vậy. Trẻ sơ sinh loài người 1-2 tháng tuổi, thị lực không tốt, có thể nhìn thấy đồ vật nhưng sẽ rất mờ, nhiều nhất là nhìn người đang bế mình. Nhưng con gái của cô có dòng máu thú nhân, một số tình huống khác với trẻ sơ sinh loài người. Úc Nhiên vẫn luôn quan sát quá trình phát triển của con gái, sau khi đầy tháng, tình hình của con bé mỗi ngày đều thay đổi. Đặc biệt là khi nhìn đồ vật, ngoài lúc tự mình thả hồn, ánh mắt đờ đẫn nhìn không khí. Nếu nhìn người hoặc đồ vật khác, hai mắt sẽ nhìn chằm chằm rất lâu. Đôi mắt nhỏ long lanh, Úc Nhiên không cho rằng thị lực hiện tại của con gái nhìn đồ vật là mờ. So với trẻ sơ sinh loài người, tình hình của con gái đúng là đặc biệt. Nhưng so với thú con, nhiều tình huống xuất hiện chậm hơn. Dù sao cũng là con ruột, lại là con gái, chỉ cần ăn được, bú được, khỏe mạnh là được, lớn chậm một chút cũng không sao, Thương Ấp sẽ không nói gì. Càng không nói là tàn phế. Dù đặc điểm bên ngoài đúng là như vậy. Con của mình, không hề chê bai. Úc Nhiên cho con gái bú xong, Thương Ấp một tay bế con gái, một tay dắt cô xuống lầu ăn điểm tâm. Lúc này vừa đúng giờ ăn điểm tâm. Bây giờ người làm đồ ăn ở khu lều trại là Đới Ni, Lý Hách và Úc Tình. Đới Ni và Lý Hách làm đồ ăn thì không có gì sai, nhưng Úc Tình. Con bé cũng giỏi nấu nướng, giúp làm đồ ăn không có vấn đề gì. Vấn đề bây giờ là, điểm tâm mà Úc Tinh làm đều là đồ cay. Lý Hách chú ý đến vẻ mặt của Úc Nhiên, thản nhiên nói, Úc Tinh lại gây sự với đám cáo nhỏ đó rồi. Úc Nhiên giật khóe miệng, biết ngay là làm cho đám cáo đó ăn,
nếu làm cho thú con nhà mình hoặc thú nhân trong bộ lạc ăn, sẽ không hung dữ như vậy. Theo tiêu chuẩn khẩu vị của cô, độ cay đó thuộc loại siêu cay. Úc Tinh, con phải nhớ, cay đến mức nào đó cũng sẽ làm chết người. Úc Nhiên ngồi vào bàn ăn, nhắc nhở hờ. Úc Tinh đang định cho ớt vào nồi, nghe vậy liền lặng lẽ đặt ớt trở lại vào giỏ. Sau đó, mấy món con bé làm đều không cay. Con bé còn làm một ít đồ ăn cho Úc Nhiên, sau khi làm xong liền vui vẻ bưng đến cho cô ăn. Mẹ, mẹ nếm thử bánh nướng tương và củ cải chiên mà con làm xem. Con bé đặt đồ ăn trước mặt Úc Nhiên. Thương Ấp đang ngồi bên cạnh cô, liếc nhìn con trai nhiệt tình của mình, lặng lẽ đặt thịt cua đã gỡ vào bát của Úc Nhiên. Ừ, mẹ sẽ nếm thử ngay. Úc Nhiên mỉm cười, bắt đầu thưởng thức món ngon mà Úc Tinh làm. Bên ngoài giòn, bên trong mềm, béo mà không ngấy, nước sốt được pha vừa phải, kích thích vị giác của cô. Ngon, nếu lúc này có thêm một bát, cô chưa nói hết câu, Đới Ni đã đặt một bát canh đầu cá trước mặt cô. Úc Nhiên mỉm cười, không nhịn được nói, các con thật chu đáo. Mẹ ăn nhiều một chút, Đới Ni dịu dàng nói. Úc Nhiên đáp, các con cũng ăn đi. Vâng, trên bàn ăn trước mặt, có tôm và thịt cua mà cáo lớn bóc, có bánh và củ cải chiên mà Úc Tinh làm, có canh cá mà Đới Ni và những người khác nấu, ngoài ra còn có trái cây không giới hạn. Ngon miệng, đãi ngộ rất cao. Sau khi ăn no, kết thúc bữa ăn nhẹ này, Thương Ấp giao con gái cho Úc Tinh chăm sóc, anh dắt Úc Nhiên đi dạo trong rừng gần đó. Vừa đi vừa nói chuyện, họ đi đến khu đất mà Úc Mộc gieo hạt giống. Mầm non đã lớn hơn rất nhiều cây đã đạt đến điều kiện gieo trồng thành công của hệ thống, được hệ thống thống kê vào tiến trình nhiệm vụ. Úc Nhiên ngồi xổm xuống bên cạnh, nhìn những cây non xanh tươi, tràn đầy sức sống, tâm trạng cũng vui vẻ vô cùng. Trong môi trường ấm áp như vậy, tốc độ sinh trưởng của thực vật nhanh hơn rất nhiều. Chỉ cách nhau một lớp kết giới, một bên nóng như thiêu đốt, một bên ấm áp như mùa xuân. Bạch Túc thật là giỏi. Con trai ruột của mình bị người khác nuôi thành thần lợi hại như vậy, thần sa mạc chắc chắn tức đến hộc máu, nghĩ đến sự uất ức và tuyệt vọng của nó, Úc Nhiên cảm thấy rất vui. Vì vậy, thú con vô dụng cũng không sao, nuôi dưỡng một chút là trở nên hữu dụng. Thương Ấp đứng sau lưng cô, dịu dàng nhìn cô, nói, vì em đã tạo ra Bạch Túc của ngày hôm nay, nếu không có em, con bé chưa chắc đã có được thành tựu như ngày hôm nay, cũng không thể làm được những điều mà thần sa mạc không làm được. Đúng là do cô muốn nhặt thú con, muốn nhận nuôi, muốn bồi dưỡng. Trong lòng anh, mục đích ban đầu của cô khi nhận nuôi thú con là ăn no rừng mỡ, muốn có thêm người giúp đỡ trồng trọt, làm việc. Mục đích ban đầu là như vậy, sau đó những thú con đó lớn lên cũng rất có ích. Thú con tự mình nuôi lớn cũng trung thành hơn. Vợ tùy tiện nhặt một thú con, vô tình nuôi thành thần, vận may này cũng không ai sánh bằng. Úc Nhiên lặng lẽ nhìn mảng xanh đó, mỉm cười nói, thần sa mạc là thần sa mạc, thứ giỏi nhất vẫn là điều khiển cát. Nó không phải là Sơn Xuyên Chi Linh, không thể tạo ra một ốc đảo rộng lớn, càng không thể khiến nhiệt độ trong kết giới trở nên ấm áp như Bạch Túc. Thực ra, thần sa mạc cũng có thể làm được, chỉ cần dã tâm của nó không quá lớn, chỉ cần một khu vực nhỏ như vậy là nó hoàn toàn có thể làm được. Dù sao thì ốc đảo hay rừng đen đều là kiệt tác của nó. Thương Ấp thản nhiên đáp lại. Chỉ cần phạm vi kiểm soát của thần sa mạc thu hẹp lại, chỉ cần tạo ra một khu vực nhỏ để trồng cây và duy trì sự sinh trưởng của ốc đảo sau khi nó phát triển, môi trường của sa mạc sẽ không trở nên khắc nghiệt như vậy. Úc Nhiên đứng dậy ôm anh, nói, bất kể thần sa mạc như thế nào, chúng ta sống tốt là được. Thương Ấp ôm cô, cúi đầu nhìn cô với ánh mắt cương chiều. Chỉ cần em sống tốt là được. Cả nhà, cả bộ lạc đều phải sống tốt, được. Lúc hai người đang ôm nhau tình tứ, Bạch Túc không biết điều đã lên tiếng. Úc Nhiên, con đã hỏi thần sa mạc rồi. Nó nói không phải nó dẫn bầy cáo đen chín đuôi đó đến, nó không làm gì cả. Nghe thấy giọng nói của Bạch Túc, Úc Nhiên im lặng vài giây, đáp, được, mẹ biết rồi. Sau đó, cô lại nói, sau này nhớ kỹ, trừ khi là việc rất khẩn cấp, nếu không khi mẹ và Thương Ấp đang ôm hôn, thân mật, con phải tránh đi. Dù là mẹ và Thương Ấp thân mật, hay là thú nhân khác trong bộ lạc thân mật với bạn đời của mình, khi không khí đang mập mờ, con có thể tránh thì tránh. Thú con vẫn chưa hiểu, cần được dạy dỗ. Bạch Túc im lặng một lúc, nói, vậy thì sao? Dù cô và Thương Ấp đang giao phối, cũng là chuyện rất bình thường. Úc Nhiên sa sầm mặt. Nói cách khác, cậu nhìn cũng là chuyện rất bình thường. Thương Ấp im lặng nhìn Úc Nhiên nói chuyện, anh không nghe thấy giọng nói của Bạch Túc. Bạch Túc chỉ nói chuyện với Úc Nhiên, chỉ có cô mới nghe thấy giọng nói của cậu. Nhưng nghe Úc Nhiên nói, anh cũng đoán được cô và Bạch Túc đang nói chuyện gì. Vợ của anh rất hay để ý, Bạch Túc chắc chắn không hiểu. Lát nữa anh sẽ nói chuyện với Bạch Túc. Anh ôm cô, dịu dàng vỗ về lưng cô. Úc Nhiên bất lực nói, thần lực lan tỏa khắp hòn đảo là chuyện tốt, biết được mọi biến động cũng là chuyện tốt,
nhưng đôi khi cũng có chút ngại ngùng. Ừ, Thương Ấp hiểu sự ngại ngùng của cô. Cô không muốn nói chuyện từ xa với Bạch Túc về chủ đề này nữa. Khi cô im lặng kết thúc cuộc trò chuyện, giọng nói của Bạch Túc lại vang lên bên tai. Con đã rất kiềm chế sức mạnh của mình rồi, trừ khi bị ngoại lực xâm nhập hoặc thú nhân đánh nhau kích thích kết giới. Bình thường con sẽ không chú ý đến mọi người đang làm gì. Nếu gọi tên con sẽ lập tức cảm ứng được. Điều này cũng giải thích việc hôm nay làm phiền hai vợ chồng họ Ôm Ấp là do vô tình. Cậu không phải lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào hai người họ, chỉ là vừa nói chuyện xong với Thần Sa Mạc, xác nhận thông tin xong liền đến báo cho Úc Nhiên biết. Úc Nhiên dịu dàng hơn rất nhiều, cô nói, mẹ biết rồi, mẹ cũng không có ý gì khác, mẹ chỉ là hơi ngại ngùng, không thích bị thú nhân khác nhìn thấy khi đang thân mật với bạn đời, rất xấu hổ. Bạch Túc, con biết rồi, sau này khi hai người thân mật, con nhất định sẽ giúp hai người canh chừng xung quanh, không để thú nhân khác làm phiền hai người. Úc Nhiên, trước khi đứa nhỏ này giúp canh chừng, nó vẫn phải biết họ đang thân mật, biết rồi mới có thể canh chừng. Vậy mà lại dùng từ canh chừng, điều này, cô cảm thấy rất khó xử. Cô thở dài, nói, ngoan, mấy ngày nay con vẫn luôn mở rộng lãnh thổ, có mệt không? Nghĩ đến Bạch Túc không còn là chú hổ nhỏ ngây thơ, vô tư lự chơi đùa với những thú con khác nữa. Sau khi thành thần, sau khi bảo vệ hòn đảo, Bạch Túc bỗng nhiên trở nên trưởng thành, có trách nhiệm, thời gian này vẫn luôn canh giữ ở rìa kết giới. Úc Nhiên biết, làm như vậy có chút thiệt thòi cho Bạch Túc, cũng làm khó cậu. Không còn những khoảnh khắc vui đùa vô tư lự, bây giờ chỉ có việc liên tục kiểm soát thần lực để bảo vệ hòn đảo, mở rộng lãnh thổ. An Tắc và những người khác thỉnh thoảng sẽ đến bầu bạn với cậu, nhưng vẫn có chút cô đơn. Trước đây, Úc Nhiên cũng đã đến thăm cậu vài lần, hổ con lặng lẽ nằm bên cạnh kết giới, bóng dáng kiên định mà cô độc. Dù sao cũng chỉ là một thú con nhỏ. Lời hỏi han dịu dàng của Úc Nhiên khiến tâm trạng Bạch Túc rất vui. Cậu nói, không mệt ạ, chỉ là hơi chán, thấy Liệt Nhất và những người khác trồng cây ăn quả, con cũng muốn đi trồng cùng. Úc Nhiên thăm dò hỏi, lãnh thổ của chúng ta đã mở rộng được kha khá rồi, có thể tạm dừng một chút. Phạm vi lãnh thổ càng lớn, thần lực mà con cần dùng để bảo vệ cũng sẽ càng nhiều. Nếu ngừng mở rộng lãnh thổ, con có thể tự do hoạt động chứ? Bạch Túc, vâng ạ, con hy vọng có thể nhanh chóng kiểm soát khu vực mà Thần Sa Mạc đã chia cho chúng ta, để tránh sau này xảy ra sự cố. Úc Nhiên mỉm cười, không sao, chuyện mở rộng lãnh thổ có thể tạm dừng, sau này con nhớ thì mở rộng thêm một chút. Khi nào rảnh rỗi, buồn chán thì mở rộng một chút, không cần phải mở rộng cả ngày lẫn đêm như vậy. Có thể chơi với mọi người, như trước đây. Bạch Túc không trả lời, sau đó cô nghe thấy tiếng gầm vui vẻ của hổ con từ dưới chân núi. Ngay lập tức, một vài thú con chạy như bay xuống núi tìm Bạch Túc chơi. Úc Nhiên nhìn đám thú con đang chạy xuống núi, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ. Thương Ấp nói, đừng để Bạch Túc lơ là cảnh giác, nó mới thành thần không lâu, vẫn chưa thích ứng với thân phận của mình. Mỗi ngày, trong phạm vi mà sức mạnh của nó có thể kiểm soát, việc mở rộng lãnh thổ hòn đảo là một kiểu rèn luyện đối với nó, thần lực của nó cũng sẽ được sử dụng thành thạo hơn. Nói xong, anh lại nói thêm, dù sao cũng chỉ là một thú con nhỏ như vậy, không thể để nó chịu quá nhiều áp lực, nên chơi thì vẫn phải chơi. Một câu nói thể hiện mong muốn sống sót mãnh liệt. Úc Nhiên mỉm cười, đưa tay nắm lấy bàn tay to lớn của anh. Chúng chơi của chúng ta đi của chúng ta. Được, anh nhìn cô, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Vừa đi vừa chơi, chơi dần tối, màn đêm buông xuống. Ăn tối xong, Úc Nhiên thoải mái dựa vào ổ cỏ, mở giao diện hệ thống xem. Tiến độ nhiệm vụ thu hút thú nhân của An Tắc mỗi ngày đều thay đổi. Chỉ cần thú nhân gia nhập bộ lạc, thậm chí là đến giúp việc tạm thời, đều sẽ được hệ thống ghi nhận. Mấy hôm nay, đã có hơn 100 thú nhân được ghi nhận. Bộ lạc vẫn đang phát triển, nhiệm vụ này không vội quyết toán. Tiến độ nhiệm vụ trồng rừng đào của Liệt Nhất không nhanh, vì biến hạt đào thành cây đào nhỏ cần thời gian. Đó không phải là chuyện hạt giống nhỏ nảy mầm đơn giản, mà còn cần phát triển đến một mức độ nhất định. Mấy hôm nay, tiến độ trồng rừng đào của Liệt Nhất chỉ mới hơn 600 cây. Đối với một rừng đào bình thường thì số lượng này không ít. Nhưng đối với diện tích rộng lớn của hòn đảo, số lượng này còn lâu mới đủ. Tất nhiên, đủ hay không phải do cô quyết định, mà Liệt Nhất vẫn đang rất nỗ lực trồng. Cậu cảm thấy mình trồng chưa đủ, nên vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trồng trọt. Ngoài nhiệm vụ nuôi dưỡng của An Tắc và Liệt Nhất, Úc Nhiên còn có nhiệm vụ nuôi dưỡng của Úc Mộc, yêu cầu gieo trồng 10.000 hạt giống thành công. Tiến độ của nhiệm vụ này khá nhanh, tin rằng sẽ sớm hoàn thành. Nhiệm vụ 1-3 của Úc Mộc trước đó, phần thưởng của Úc Nhiên là nâng cấp không gian trồng trọt. Bây giờ cô đã có 150 ô trồng trọt, quy mô ngày càng lớn. Mấy nhiệm vụ này đều cần có thời gian, cô mong đợi nhiệm vụ bồi dưỡng của các thú con khác. Đêm dần sâu, hòn đảo dần yên tĩnh, mọi người chìm vào giấc ngủ. Úc Nhiên rửa mặt xong,
ôm con gái đã ngủ say vào lòng. Lúc cô ngủ, Thương Ấp vẫn đang dệt vải ở bên ngoài. Không biết qua bao lâu, cô bị tiếng hét đánh thức, phát hiện Thương Ấp vẫn đang dệt vải. Thương Ấp đứng dậy đi vào từ bên ngoài, vừa đi vừa nói, không sao, là Úc Tinh hét lên, chắc là mơ thấy ác mộng. Úc Nhiên ngạc nhiên. Lúc cô đang thắc mắc vì sao Úc Tinh lại mơ thấy ác mộng, thì một con cáo nhỏ vừa khóc vừa nhảy từ cửa sổ vào, chui thẳng vào trong chăn, núp trong lòng cô. Mẹ, con mơ thấy ác mộng, Úc Tinh run rẩy nói, cuộn tròn trong lòng cô. Thương Ấp đứng bên giường, sắc mặt u ám. Úc Nhiên lo lắng ôm cáo nhỏ trong lòng, Úc Tinh gan dạ, không sợ trời không sợ đất vậy mà lại bị một cơn ác mộng dọa đến mức này. Được rồi, không sao, chỉ là mơ thôi, nói cho mẹ nghe con mơ thấy gì nào, cô dịu dàng hỏi. Úc Tinh vùi mặt vào lòng cô, cơ thể vẫn còn run rẩy, con bé nhỏ giọng nói, con mơ thấy trong một hang động, có rất nhiều cáo, mao na và những con cáo đó cũng ở đó. Một giống cái sinh ra một bé gái mang đặc điểm thú hình, đám cáo đó quỳ lạy bé gái đó, nói đó là nữ vương cáo, là hy vọng tương lai của họ. Con muốn đến gần xem thử con bé trông như thế nào. Bé gái đó đột nhiên mở mắt, mắt của con bé trống rỗng, không có tròng đen, con cảm thấy có một luồng sức mạnh bóp cổ con, cảm giác đó rất chân thật, con cảm thấy xương cốt của mình như bị bóp nát. Sau đó con liền tỉnh dậy, Úc Nhiên và Thương Ấp nhìn nhau. Nếu Thương Ấp có thể coi giấc mơ của Úc Tinh chỉ là một cơn ác mộng bình thường, thì cô không thể. Đây không chỉ là một cơn ác mộng, mà là một giấc mơ tiên tri. Năng lực dự đoán của Úc Tinh đã được thức tỉnh, xem ra được kích hoạt dưới hình thức giấc mơ. Nữ vương cáo của tộc cáo đen chín đuôi sắp chào đời. Phản ứng của Úc Tinh quá mạnh mẽ, khiến Úc Nhiên cảm thấy giấc mơ này chính là giấc mơ tiên tri. Nhưng rốt cuộc có phải hay không, cô cũng không dám chắc chắn 100%. Cô nói với Thương Ấp, Úc Tinh chưa bao giờ như vậy, có phải con bé đã cảm ứng được điều gì không? Thương Ấp cúi đầu suy nghĩ vài giây, nói, để Úc Tinh ở lại với em, bây giờ anh đi ra ngoài điều tra. Nếu trong số những giống cái đó thật sự có nữ vương cáo, anh có thể cảm ứng được. Úc Nhiên, để Sơn Xuyên Chi Linh đi cùng, đề phòng bất chắc, được. Vừa dứt lời, một luồng sáng xanh bay ra từ người con gái, ngoan ngoãn đi theo Thương Ấp. Nếu xác định giống cái của tộc cáo đen chín đuôi đã mang thai nữ vương cáo, chúng ta phải làm sao? Rốt sao? Sơn Xuyên Chi Linh hỏi. Mỗi lần Úc Nhiên và Thương Ấp nói chuyện đều không tránh con gái. Nói cách khác, Hắc Long và Sơn Xuyên Chi Linh đều có thể nghe thấy họ nói gì. Cả hai đều là thần linh đứng đắn, không có việc gì sẽ không xuất hiện, càng không trêu chọc họ, chỉ khi có chuyện gì mới xuất hiện. Úc Nhiên không bài xích họ. Hai người bọn họ rất rõ tình hình của chủ nhân mình, biết rõ chủ nhân nhỏ không phải là nữ vương cáo chính thức của tộc cáo đen chín đuôi. Nếu là nữ vương cáo chính thức giáng thế, chỉ cần so sánh hai đứa nhỏ là sẽ rõ, không cần nói nhiều. Úc Nhiên không lên tiếng, vấn đề này thật khó nói. Thương Ấp nhìn sắc mặt của cô, quay sang nói với Sơn Xuyên Chi Linh, xem tình hình đã. Bất kể là ai, chỉ cần uy hiếp đến tính mạng của Úc Nhiên và các con, thì cứ rớt không cần do dự. Sơn Xuyên Chi Linh, vâng, con hiểu rồi. Thương Ấp dặn dò Úc Nhiên vài câu, rồi lập tức dẫn Sơn Xuyên Chi Linh ra ngoài điều tra, tự mình đi xác nhận. Úc Nhiên nhìn con gái không biết đã tỉnh từ lúc nào bên cạnh, con bé đang ngây thơ nhìn không chung, lặng lẽ không nói gì. Sơn Xuyên Chi Linh đã hành động, Úc Nhiên là chủ nhân, đương nhiên sẽ biết. Úc Nhiên không để ý đến con gái, mà nhẹ nhàng xoa đầu Úc Tinh, an ủi nỗi sợ hãi bất an của con bé. Ngoài những điều con vừa nói, còn chi tiết nào khác không? Cô hỏi. Úc Tinh suy nghĩ một chút, cuối cùng lắc đầu. Úc Nhiên, con sợ hãi như vậy là vì năng lượng mà nữ vương cáo tỏa ra trong mơ rất mạnh sao? Úc Tinh ngẩng đầu, vành mắt đỏ hoe. Mẹ, không phải con sợ điều đó, mà là con thấy nữ vương cáo không có mắt, thú con không có mắt, hình ảnh đó đáng sợ quá. Nghe thấy vậy, Úc Nhiên chỉ biết cạn lời. Mẹ kiếp, vậy nên trọng điểm không phải là nữ vương cáo, không phải là việc con bé bị bóp cổ, mà là nhìn thấy thú con không có mắt mới là đáng sợ nhất. Nghĩ cũng thấy đáng sợ thật, như phim kinh dị vậy. Úc Nhiên thở dài, cô không nên kỳ vọng quá nhiều vào mạch não của Úc Tinh. Mơ thấy nữ vương cáo mà nó sợ sao? Nếu không phải bị hình ảnh không có mắt dọa sợ, chắc nó đã xông lên đánh nhau rồi. Không sao, không sao, chỉ là mơ thôi. Úc Nhiên vuốt ve bộ lông trên lưng con bé, an ủi. Sau này nếu mơ thấy gì, dù là mơ tốt hay mơ xấu, chỉ cần là mơ, con đều phải nói cho mẹ biết. Mẹ muốn biết Úc Tinh nhà chúng ta rốt cuộc mơ thấy gì. Chỉ cần Thương Ấp xác nhận tộc cáo đen chín đuôi có nữ vương cáo là có thể hoàn toàn chắc chắn giấc mơ của Úc Tinh là giấc mơ tiên tri. Úc Tinh gật đầu thật mạnh, sau đó con bé như nhớ ra điều gì đó, nói, trưa hôm qua con ngủ gật, con cũng mơ. Úc Nhiên tò mò, mơ thấy gì? Mơ thấy Liệt Nhất lớn lên, sức mạnh của móng vuốt trở nên đáng sợ hơn.
Vậy thì sắp rồi, Liệt Nhất chắc sắp bước vào giai đoạn phát triển tiếp theo. Cô trầm ngâm. Nếu nói giai đoạn này của Úc Tinh và những người khác là tuổi dậy thì Liệt Nhất hoàn toàn là tuổi thơ ấu. Gấu con nên lớn hơn một chút. Sau khi được ràng buộc, Liệt Nhất được ăn ngon, mặc đẹp, chơi vui, đã béo lên một vòng, vóc dáng cũng lớn hơn không ít, nhưng dáng vẻ ngây thơ vẫn là kiểu của thú con. Trang bị đã được hợp nhất nên cần phải tăng tốc trưởng thành, thức tỉnh dị năng, trở nên mạnh mẽ hơn. Úc Nhiên có chút rối rắm, cô hy vọng Úc Tinh mơ thấy giấc mơ tiên tri. Nhưng nghĩ đến nữ vương cáo, chuyện này lại nghiêm trọng rồi. Thương ấp tự mình đi xác nhận chuyện này, dù bầy cáo đó sống trong hang động không xa bờ biển, nhưng đi một vòng cũng mất không ít thời gian. Úc Nhiên ôm Úc Tinh ngủ tiếp. Trời vừa sáng, dưới lầu đã có tiếng động, Úc Nhiên mơ màng tỉnh dậy, cô nghe thấy giọng nói của Mauna. Úc Tinh đã nhanh chóng nhảy lên bệ cửa sổ, nhìn xuống dưới. Úc Nhiên đứng dậy đi tới, dựa vào cửa sổ nhìn đám cáo đen chín đuôi đang tụ tập bên dưới. An Tắc đã ra khỏi phòng, nói chuyện với Mauna. Mauna liếc nhìn Úc Nhiên và Úc Tinh đang hóng chuyện ở cửa sổ tầng 2, ánh mắt dừng lại trên người An Tắc, hỏi, thủ lĩnh không có ở đây sao? Ông ta không cảm nhận được hơi thở của thương ấp trong nhà. An Tắc, thủ lĩnh vừa mới đi, chắc là đến chỗ làm việc rồi, có chuyện gì thì ông cứ nói với con. Mauna thờ ơ nói, chúng tôi định ra ngoài săn bắn, đến báo với thủ lĩnh một tiếng. Cái khí thế này, chỉ là đến chào hỏi, chứ không phải đến xin ý kiến của thủ lĩnh. Tùy các người, An Tắc không nói gì. Mauna cũng không nói gì thêm, dẫn bầy cáo xuống núi. Khi đám cáo đó mới đến hòn đảo, thú nhân đều theo dõi rất sát sao, cũng đề phòng chúng lên núi. Nhưng sau đó thấy chúng không cố ý tiếp cận con gái, cũng không có hành động bất thường, Úc Nhiên liền để chúng tự do hoạt động. Nếu không có việc gì cần lên núi, chúng sẽ hoạt động ở khu vực dưới chân núi, trừ một số cáo nhỏ hơi nghịch ngợm, đám cáo lớn tương đối an phận. Trong mắt Úc Nhiên, việc đám cáo đó không lên núi đi lung tung mà chỉ hoạt động quanh hố biển nhỏ dưới chân núi, không phải là an phận mà là chúng coi thường những thú nhân huyết thống không thuần khiết trên núi. Từng con một đều là thú nhân có huyết thống thuần khiết của tộc cáo đen chín đuôi. Chúng có cảm giác ưu việt tuyệt đối. An Tắc không quan tâm chúng có thật sự đi săn bắn hay muốn làm gì. Úc Nhiên vuốt ve đuôi Úc Tinh đang ngồi xổm trên bệ cửa sổ, nói, con trai, hay là con ngủ thêm một lát đi, xem có mơ thấy gì không. Biết đâu con lại mơ thấy giấc mơ tiên tri thì sao? Úc Tinh quay đầu nhìn cô, mở to mắt, vẻ mặt khó tin, con có năng lực đó sao? Sao con không biết? Úc Nhiên, mẹ không biết, mẹ chỉ nói bừa thôi. Úc Tinh nghiêng đầu suy nghĩ vài giây, nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ, chạy đến bên cạnh Úc Nhiên, nhẹ nhàng nép vào người cô, ngủ. Nghĩ xem Mauna và đám cáo đó định làm gì, cô nhỏ giọng nhắc nhở. Úc Tinh nhắm mắt lại, đáp. Úc Nhiên cúi đầu nhìn xuống sân, ánh mắt chạm phải An Tắc đang ngẩng đầu nhìn cô. Cô mỉm cười, chào buổi sáng. An Tắc không nhịn được run run tai cáo, chào buổi sáng, mẹ. Trời đã sáng, Úc Nhiên không còn buồn ngủ nữa, cô xuống lầu rửa mặt, rồi đến khu lều trại làm bữa sáng. An Tắc ở bên cạnh cùng cô làm. Lúc bố đi lúc nửa đêm, có dặn con canh chừng mẹ và bộ lạc thật kỹ, bố không nói với con là đi làm gì. Bây giờ Mauna và đám cáo đó đã ra ngoài, có phải đám cáo đen chín đuôi bên ngoài có động tĩnh gì rồi không? Cậu vẫn không nhịn được, hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Úc Nhiên vừa nấu cháo hải sản, vừa đáp, cũng không hẳn, chỉ là Úc Tinh mơ thấy ác mộng, cảm giác rất chân thật, tộc cáo đen chín đuôi đã có nữ vương cáo chào đời. Giống cái của bộ lạc cáo đen chín đuôi đúng là có vài người đang mang thai, để đề phòng, thương ấp đã đi ra ngoài xác nhận. Không ngờ Mauna và những người khác lại rời đi. Đám cáo bên ngoài chắc chắn có chuyện gì đó. An Tắc hiểu ra, cậu nói, lúc bố đi không đi qua cổng xoáy ở hố biển nhỏ, mà để Bạch Túc dịch chuyển bố đi. Mauna và những người khác chắc không biết bố đã ra ngoài. Úc Nhiên gật đầu, vậy nên, lúc này Mauna và những người khác lấy cớ đi săn bắn, không phải là đi tìm thương ấp. Không sao, Sơn Xuyên Chi Linh đi theo, dù có chuyện gì xảy ra, thương ấp cũng có thể toàn thân trở ra. An Tắc im lặng vài giây, nói, con không lo lắng về sức mạnh của bố, chỉ là Úc Tinh mơ thấy giấc mơ, có cần phải coi trọng như vậy không? Dù đúng là con bé rất ít khi mơ, dáng vẻ hoảng sợ đêm qua là do mơ thấy ác mộng, điều này không sai. Úc Nhiên nhún vai, đúng vậy, bình thường còn không mơ, ngủ rất ngon, lúc này lại đột nhiên mơ thấy ác mộng, cảm giác còn rất chân thật. Nếu mấy đứa lại thức tỉnh thêm năng lực gì, mẹ cũng không ngạc nhiên đâu. Mauna và những người khác ở lại hòn đảo là vì Úc Nhiên nhà chúng ta, coi Úc Nhiên là nữ vương cáo của họ. Một khi nữ vương cáo thật sự chào đời, so sánh hai đứa nhỏ với nhau, Úc Nhiên hoàn toàn không thể so sánh được. An Tắc trở nên nghiêm túc. Chuyện này đúng là cần phải xác nhận cho kỹ, cần ra tay thì vẫn phải ra tay. Lúc bữa sáng gần xong, Ái Lạp đến. Úc Nhiên,
tôi đến ăn ké. Ái Lạp xách một giỏ mâm xôi, chạy đến. Úc Nhiên mỉm cười nhìn anh ta, nói, hoan nghênh. Vân Na đi theo cáo lớn nhà cậu lúc nửa đêm, Hoài Đặc đi theo Mao Na và bầy cáo đó, tôi hơi chán. Ái Lạp đặt giỏ trong tay lên bàn, đi đến bên cạnh Úc Nhiên, xem nguyên liệu nấu ăn trên bàn gỗ, suy nghĩ xem mình có thể làm gì. Úc Nhiên hiểu ý, đưa cho anh ta một cục bột để nhào. Vậy thì anh cứ đến đây, bây giờ hòn đảo được thần lực của Bạch Túc bảo vệ, có chuyện gì cũng có thể gọi Bạch Túc. Thú nhân trong bộ lạc đều rất đàng hoàng, dù hoạt động một mình, bình thường cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Ái Lạp nhào bột trong tay, yên tâm đáp, ở đây không khí ấm áp, còn có rừng cây ăn quả, rau củ lớn như vậy, thật tốt. Vậy các anh gia nhập bộ lạc của chúng tôi đi, Úc Nhiên trêu chọc. Hệ thống, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ nuôi dưỡng của Liệt Nhất. Liệt Nhất đã trồng được 1.045 cây đào, mỗi cây đào được thưởng một lần cường hóa thuộc tính, tổng cộng nhận được 1.045 lần cường hóa thuộc tính. Thưởng cho ký chủ 10.450 điểm tích lũy và 3 lần cường hóa không gian trồng trọt. Lưu ý, cường hóa thuộc tính của Liệt Nhất sẽ được cường hóa ngẫu nhiên và trong trường hợp cơ thể cậu ấy có thể chịu đựng được. Sẽ kích hoạt chế độ tự động cường hóa, ký chủ có thể xem tiến trình cường hóa trên giao diện hệ thống. Miễn là cơ thể Liệt Nhất chịu đựng được, hệ thống sẽ liên tục cường hóa thuộc tính cho cậu, cho đến khi 1.045 lần cường hóa được sử dụng hết. Không cần cường hóa theo ngày, kiểu cường hóa liên tục này tiết kiệm thời gian hơn, cũng có thể giúp Liệt Nhất nâng cao nhanh hơn. 1.045 lần cường hóa thuộc tính, phần thưởng lần này của Liệt Nhất rất hậu hĩnh. Gấu con hiện tại vẫn chưa thức tỉnh dị năng, cường hóa thuộc tính có vẻ như không giúp cậu mạnh lên được bao nhiêu. Nhưng những thuộc tính được cường hóa đó vẫn còn, một khi dị năng thức tỉnh, sức mạnh của những thuộc tính được cường hóa đó sẽ được phát huy. Cô rất mong chờ sự thay đổi của Liệt Nhất sau 1.045 lần cường hóa thuộc tính. Ngoài phần thưởng điểm tích lũy, cô còn nhận được 3 lần cường hóa không gian trồng trọt, lại có thêm 30 ô trồng trọt. Úc Nhiên rất hài lòng. Nhiệm vụ đã được quyết toán, tiếp theo là chờ đợi 1.045 lần cường hóa thuộc tính. Giai đoạn hiện tại của Liệt Nhất đã đến mức giới hạn, sau khi được nâng cao, cậu sẽ bước vào giai đoạn phát triển tiếp theo. Sau 1.045 lần cường hóa thuộc tính, rất có thể trạng thái phát triển của cậu sẽ đột phá. Úc Nhiên không dám hy vọng cậu sẽ thức tỉnh dị năng, nhưng nâng cao giai đoạn phát triển vẫn rất có khả năng. Sau khi nhiệm vụ được quyết toán, hệ thống đã bắt đầu cường hóa thuộc tính cho Liệt Nhất. Cảm giác khác thường xuất hiện trên cơ thể khiến Liệt Nhất cảm thấy rất kỳ lạ. Cậu không nhịn được thả lỏng cơ thể, tìm một bụi cỏ vừa mắt, cuộn tròn người lại, buồn ngủ muốn đi ngủ. Úc Nhiên nhìn gấu con đang nhắm mắt ngủ, không nhịn được cười nói, xem ra mấy hôm nay trồng trọt đã khiến gấu con nhà chúng ta mệt mỏi rồi, vậy thì cứ để cậu ấy ngủ ở đây đi. Cô nói với Lý Hách bên cạnh, bây giờ, dù là trái cây hay rau củ, trong không gian của mẹ đều có rất nhiều, không cần phải trồng trọt vất vả như vậy, cứ từ từ. Liệt Nhất chăm chỉ như vậy là vì cậu thích đào nhất, nên khi gieo hạt đào, cậu rất chăm chỉ. Lý Hách và những thú con khác chăm chỉ trồng trọt là vì chúng làm việc gì cũng rất nghiêm túc. Hòn đảo đã bị phá hủy tan hoang trong trận chiến với thần sa mạc, sau đó nhờ thần lực bảo vệ của Bạch Túc mà hồi sinh. Sự hồi sinh sau khi bị phá hủy là một khởi đầu mới. Những công trình xây dựng trước đây trên đảo, những mảnh đất đã được khai hoang đều không còn nữa. Bây giờ trên núi có rất nhiều rau dại, quả dại, nhưng không có trái cây và rau củ được trồng. Để nhanh chóng khôi phục mọi thứ trên đảo, cho dù là khai hoang hay trồng cây ăn quả, mọi người đều rất nghiêm túc. Như A Sa và những người khác, sau khi hoàn thành việc xây dựng bậc thang đá, còn tranh thủ thời gian để khai hoang. Úc Nhiên sợ đám thú con quá vất vả. Lý Hách gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Sau đó, Úc Nhiên lại nhìn sang khu vực bên cạnh. Hiện tại, ngoài rừng đào, còn trồng rất nhiều loại trái cây khác. Cô chủ yếu đi tham quan vườn nho. Vườn nho này là do thú con của Mao Na phá hoại hạt đào nên bị phạt đến đây gieo trồng. Hạt giống do cáo nhỏ gieo, giàn nho do Mao Na và những con cáo lớn khác giúp làm. Úc Nhiên đi dạo một vòng, thấy giàn nho được làm rất chắc chắn, có thể thấy không hề qua loa. Cô thuận miệng hỏi, những giàn nho này đều do Mao Na và những người khác làm sao? Sau đó thú nhân bên chúng ta có gia cố lại không? Thỏ lớn bên dưới lên tiếng, không ạ, đây đều là do Mao Na và bầy cáo đó làm. Thủ lĩnh đã dạy họ làm như vậy. Úc Nhiên, thảo nào, làm cũng được đấy. Chắc thương ấp cũng sợ Mao Na và những người khác làm không tốt, để tránh sau này không chắc chắn hoặc phải làm lại, nên đã dạy họ cách làm giàn nho. Họ cũng nghe lời thủ lĩnh, Á Sa nói với giọng điệu đầy cảm khái. Họ cũng chỉ nghe lời thương ấp, vì sức chiến đấu của anh mạnh hơn họ, họ kính sợ sức mạnh của anh. Còn những thú nhân khác, đám cáo đó căn bản không để vào mắt. Chỉ cần có người mà họ sợ là được, như vậy mới có thể trấn áp được, Úc Nhiên thản nhiên nói. Nếu ngay cả thủ lĩnh cũng không sợ, vậy thì sẽ làm phản.
Á Sa khẽ vẫy đôi tai dài của mình, ánh mắt lóe lên ý cười. Sau khi tham quan xong khu vực trồng cây ăn quả, Úc Nhiên trở về nhà tre nghỉ ngơi. Kiên nhẫn chờ đợi suốt một ngày, mãi đến khi trời tối, Thương Ấp mới trở về. Lúc này, Úc Nhiên và con gái đã lên giường ngủ, nhìn thấy Cáo Lớn bước vào phòng, cô lập tức mỉm cười. Nhưng khi thấy Thương Ấp biến từ hình thú thành hình người, trên người anh đầy những vết thương lớn nhỏ, nụ cười trên mặt cô cứng lại, rồi biến mất. Sao lại bị thương thành ra thế này? Cô vội vàng chạy đến xem xét vết thương của anh. Thương Ấp dịu dàng nhìn cô, mặc kệ cô đi quanh mình xem xét vết thương. Úc Nhiên nhìn kỹ, vết thương không sâu, nhưng trên người có rất nhiều vết thương lớn nhỏ, những vết thương dài và mảnh như bị vật sắc nhọn cứa vào. Một số vết thương chảy máu đã cầm máu, đóng vảy, vết máu còn sót lại loang lổ trên người, trông vừa thảm hại vừa đáng sợ. Úc Nhiên nhìn anh, chờ đợi câu trả lời của anh. Ánh mắt hai người chạm nhau, sự dịu dàng trong mắt Thương Ấp bị sự lạnh lùng thay thế. Anh nghiêm túc nói, anh đã xác nhận rồi, có một giống cái bên đó đang mang thai một thú con đặc biệt. Vết thương trên người anh là do bị năng lượng mà thú con đó tỏa ra làm bị thương. Bụng bầu không lớn, còn cần thêm thời gian nữa mới sinh. Úc Nhiên nghiêm nghị, tuy đã chuẩn bị tâm lý cho kết quả này, nhưng khi nghe Thương Ấp nói, cô vẫn cảm thấy rất áp lực. Chỉ mới ở trong bụng mà đã có sức mạnh như vậy, sau khi sinh ra thì còn gì nữa, cô trầm giọng nói. Thương Ấp giang tay ôm cô vào lòng, sau đó nghĩ đến việc trên người mình toàn vết thương, sợ làm bẩn cô, liền buông cô ra. Khi anh lùi lại, định giữ khoảng cách với cô, Úc Nhiên đưa tay ôm anh, cơ thể hai người dính chặt vào nhau. Thương Ấp sững người, rồi khóe miệng nhếch lên mỉm cười, anh cũng ôm chặt cô vào lòng. Không sao, là do anh bất cẩn, anh chỉ lo xác. Ái Lạp sống ở biển, đến đây rất thuận tiện, gia nhập bộ lạc hay không cũng không quan trọng. Hòn đảo có ưu điểm của hòn đảo, biển có ưu điểm của biển, Úc Nhiên sẽ không ép họ gia nhập. Ái Lạp sảng khoái đồng ý, cũng được, nhưng đến mùa nóng, tôi vẫn thích ra biển hơn, ở đó chơi nước, bắt hải sản tiện hơn. Úc Nhiên, ra biển chỉ cần đi qua cổng xoáy là được, anh muốn đi đâu chơi cũng được. Nhưng mà giống cái bên các cậu quá ít, Ái Lạp cười nói. Giống cái quá ít thì không thu hút được nhiều thú nhân đực. Dù bây giờ vì bên ngoài lạnh giá nên có thú nhân đực đến đây để tránh rét hoặc để đổi lấy vật tư, nhưng đến khi trời ấm lên, những thú nhân độc thân đó chắc chắn sẽ không ở lại nhiều. Giống cái trong bộ lạc, không tính Úc Nhiên và Đới Ni, chỉ còn lại Bách Y, Bé Địch và Ái Lạp. Bách Y có rất nhiều bạn đời, Cổ Cát và những người khác không dễ đối phó, muốn theo đuổi Bách Y rất khó. Con gái của Bé Địch còn nhỏ, cô ấy và Hoài Đặc rất ái, sẽ không tiếp xúc nhiều với thú nhân đực khác. Nói trắng ra là Bé Địch sẽ không quá quan tâm đến thú nhân đực khác, đương nhiên cũng sẽ không cho những thú nhân đực đó cơ hội kết đôi. Ái Lạp đến đây lánh nạn tạm thời, anh ta sẽ không trực tiếp cướp thú nhân đực ở đây. Vì vậy, cuối cùng, không có giống cái nào có thể thu hút thú nhân độc thân. Trước đây còn có vài giống cái, sau khi cùng nhau ra biển chơi, họ đã không quay trở lại, tìm thú nhân đực kết đôi ở bên ngoài, bỏ trốn cùng người ta. Không có ý định ở lại bộ lạc, đi rồi thì thôi. Úc Nhiên bất lực nói, bây giờ môi trường của bộ lạc chúng ta ấm áp là đúng, khi bên ngoài còn đang là mùa đông, sự ấm áp này rất thu hút thú nhân. Nhưng đến mùa xuân, khi bên ngoài ấm lên, môi trường ấm áp ở đây sẽ không còn là ưu thế lớn nữa. Hơn nữa, nơi này còn nằm trong sa mạc chi hải, bên ngoài kết giới là sa mạc, phạm vi của bộ lạc có hạn, sống lâu ở đây sẽ thấy rất chán. Phạm vi hiện tại chỉ là một ngọn núi lớn và khu vực xung quanh đã bị Bạch Túc thôn tính. Một số khu vực đó đã bắt đầu trồng cây ăn quả, nhưng rất nhiều khu vực vẫn là đồng cỏ, hoang vắng. Lãnh thổ của bộ lạc dù có rộng lớn đến đâu cũng chỉ nằm trong sa mạc chi hải, quá hạn chế, không có nhiều thú vui. Bây giờ cảm thấy môi trường bốn mùa như xuân rất dễ chịu, nhưng lâu dần sẽ thấy nhàm chán. Hơn nữa, thú nhân sống lâu trong môi trường ấm áp, khả năng chịu lạnh sẽ dần dần giảm xuống. Giống như thú nhân sống ở sa mạc chi hải trước đây, quen với cái nóng, không chịu được nhiệt độ thấp. Tình hình của hòn đảo này cần phải thay đổi trong tương lai. Ái Lạp nói, không có nơi nào là hoàn hảo, dù là biển hay đất liền, đều có điểm tốt và điểm xấu. Ít nhất, lãnh thổ của bộ lạc các cậu nhỏ, dễ quản lý, thức ăn đủ, ấm áp, thoải mái, tạm thời vậy là đủ rồi. Các cậu còn có thần linh bảo vệ, còn lo lắng gì nữa, cứ từ từ phát triển. Úc Nhiên mỉm cười, đúng vậy, cứ từ từ phát triển. Hai người vừa nói chuyện phiếm, vừa chờ thú con đến, ăn cơm. Sau khi ăn sáng, Liệt Nhất đi dạo một vòng ở rừng đào, rồi chạy đến tìm Úc Nhiên. Úc Nhiên, hết hạt đào rồi, trồng gần xong rồi, nếu trồng quá nhiều, sau này hái đào sẽ mệt chết. Gấu con ôm chân Úc Nhiên, nghiêm túc nói. Úc Nhiên hơi ngạc nhiên, con cũng thấy hái đào mệt sao, con tưởng con thích càng nhiều càng tốt chứ. Liệt Nhất ngượng ngùng nói, hái nhiều chưa chắc đã ăn nhiều,
Nếu đào quá nhiều, đến mùa thu hoạch, mỗi ngày đều phải hái hái hái, không còn thời gian để ăn đào và chơi nữa. Lời này rất có lý. Ý cậu là, thay vì đến lúc đó nhiều đến mức ăn không hết, chi bằng trồng vừa đủ, như vậy ăn đến cuối, lứa đào mới lại chín, có thể nối tiếp. Nếu trồng quá nhiều, đến khi đào chín, sẽ cần rất nhiều nhân lực để thu hoạch. Quan trọng hơn là, số lượng quá nhiều, tiêu thụ chậm, sẽ tích trữ trong không gian, dù có thể chế biến thành các loại thức ăn khác, cũng sẽ không giống như thức ăn hàng ngày, tiêu thụ rất nhiều. Úc Nhiên không khỏi khen ngợi sự chu đáo của Liệt Nhất. Thú con cũng rất hiểu chuyện. Trong bộ lạc, ngoài rừng đào, còn trồng các loại cây ăn quả và nông sản khác, số lượng thú nhân có hạn, khi những thứ đó chín, việc thu hoạch sẽ là một vấn đề lớn. Trong lòng Úc Nhiên, lời nói của Liệt Nhất có thể hiểu theo một nghĩa khác, con đủ ăn là được. Cô mở giao diện hệ thống, xem tiến độ nhiệm vụ trồng rừng đào của Liệt Nhất, đến nay hệ thống đã thống kê được 998 cây đào. Khi cô đang xem, tiến độ lại tăng thêm 2 cây, từ 998 thành 1.000. Được rồi, lát nữa mẹ sẽ đi xem, nếu không có vấn đề gì thì sẽ kết thúc việc trồng rừng đào, Úc Nhiên nói. Đợi cô đi dạo một vòng, chắc sẽ thêm được vài cây nữa. Thời gian gieo trồng hạt đào khác nhau, tình trạng sinh trưởng cũng khác nhau, gieo muộn vài ngày tự nhiên sẽ chậm hơn một chút. Úc Nhiên không vội quyết toán nhiệm vụ, mà ngồi trên ghế nghỉ ngơi một lúc, sau đó cùng thú con xuống núi xem rừng đào. Vùng đất cát vàng ban đầu nhờ sức mạnh của Sơn Xuyên Chi Linh mà nảy mầm xanh tươi, sau đó được cải tạo thành đất trồng trọt. Lúc này, nhìn ra xa, khắp nơi đều là cây đào nhỏ, những cây đào cao 1 mét, hoa nở rộ. Hoa đào đã nở, đào còn xa sao. Phạm vi của rừng đào trải dài vô tận, á xa cõng cô chạy một vòng. Hiện tại đã trồng được 1.045 cây đào. Tôi cũng không biết hạt đào tích trữ trước đây lại nhiều như vậy, Úc Nhiên không khỏi cảm thán. Á xa mỉm cười nói, trước đây, ở rừng đào đó, chúng ta đã hái rất nhiều đào, dùng đào làm rất nhiều món ngon, những hạt đào đó đều được cô cất đi. Đào cũng có nhiều loại, mỗi loại đều có một ít hạt, cộng lại thì nhiều. Hạt đào trông không lớn, nhưng số lượng hạt đào trong từng túi, Úc Nhiên chưa từng đếm kỹ, cũng không thể nào đếm hết được. Không ngờ lại nhiều như vậy. Cô cũng không tiện nói, thực ra trong không gian của cô vẫn còn vài túi hạt giống. Từ khi gia đình cô hình thành thói quen giữ lại hạt giống để gieo trồng. Thú con dù ăn gì, chỉ cần là thứ có hạt, chúng sẽ chọn ra những hạt nào chất lượng tốt, no tròn để làm hạt giống. Rất nhiều hạt giống không phải do Úc Nhiên cố ý giữ lại, mà là do thú con xử lý xong rồi đưa cho cô cất giữ. Cô chỉ phân loại các hạt giống cùng loại để cùng nhau. Hôm nay cất một ít, ngày mai cất một ít, lâu dần thì nhiều. Úc Nhiên nhìn Liệt Nhất, nói, vậy là được rồi, đừng trồng nữa, nếu không đào sẽ ăn không hết. Liệt Nhất ngoan ngoãn gật đầu, vậy tiếp theo trồng loại quả gì ạ? So với rau củ, gấu con thích trái cây hơn. Úc Nhiên suy nghĩ một chút rồi nói, hạt giống quá nhiều, chúng ta cứ từ từ trồng, đất trồng trọt trên núi đã được khai hoang không ít, các loại rau củ cũng phải theo kịp. Liệt Nhất đáp, nhiệm vụ nuôi dưỡng đã hoàn thành. Úc Nhiên rất mong chờ quyết toán nhiệm vụ. Anh dừng lại một chút, rồi nói tiếp, đó không phải là thú con bình thường, mà là thú con có dị năng, sở hữu năng lực đặc biệt khác, nó sẽ dẫn dắt bộ tộc hướng tới tương lai tươi sáng hơn. Một khi được xác nhận là kiếp sau của tổ tiên, mọi người đều phải tin tưởng, thờ phụng, đi theo bước chân của thú con đó để trở nên mạnh mẽ, phồn vinh. Nữ vương cáo cũng là như vậy. Không có lửa làm sao có khói, nội dung này xuất hiện trong truyền thừa của bộ tộc. Cho dù từ trước đến nay chưa từng có cáo đen chín đuôi nào sinh ra nữ vương cáo, cũng đủ để mọi người cố chấp làm theo yêu cầu để sinh ra nữ vương cáo. Sau giấc mơ tiên tri của Úc Tinh, bây giờ thương ấp đã xác nhận, bầy cáo đó sẽ sớm có được nữ vương cáo. Nữ vương cáo chính hiệu. Úc Nhiên nhớ ra điều gì đó, nói, lúc trời vừa sáng, Mao Na và bầy cáo đó đã lấy cớ đi săn bắn ra ngoài. Thương ấp, ừ, anh thấy họ rồi, họ đã biết giống cái của họ đang mang thai nữ vương cáo. Lúc nữ vương cáo giải phóng năng lượng, chắc là lần đầu tiên năng lượng mất kiểm soát, theo như lời thủ lĩnh của họ, đó là sức mạnh của nữ vương cáo đã thức tỉnh. Cảm nhận sức mạnh của nữ vương cáo ở khoảng cách gần, rồi lại đến gần Úc Nhiên nhà chúng ta để cảm nhận, như vậy là có thể xác nhận thật giả. Úc Nhiên có chút lo lắng nói, điều kiện để nữ vương cáo chào đời rất khắt khe, Mao Na và những người khác hẳn là có thể nghĩ đến việc Úc Nhiên không phải là nữ vương cáo. Hy vọng họ chỉ đơn thuần muốn xác nhận, chứ không phải có mục đích khác. Nếu chỉ đơn thuần muốn xác nhận thú con mang đặc điểm thú hình bên này có phải là nữ vương cáo hay không, sau khi xác nhận không phải, họ sẽ rời đi, đi ủng hộ nữ vương cáo thật sự. Nếu ngay từ đầu đã có mục đích khác, sau khi xác nhận Úc Nhiên không phải là nữ vương cáo, họ chắc chắn sẽ nhân cơ hội gây chuyện. Thương ấp nheo mắt lại, khẽ ngửi mùi hương thoang thoảng trên tóc cô. Ông vợ, cả người anh đều thả lỏng, giọng nói cũng trở nên lười biếng.
Đồng thời, anh cũng đã xác nhận được nguyên nhân khiến cả bộ lạc của họ di chuyển đến biển. Bộ lạc ban đầu của họ bị thu tan công, lại có thú nhân giỏi tiên tri. Thú nhân đó đã tiên đoán được ở biển có nơi thích hợp để họ sinh sống. Anh nghĩ thú nhân đó không phải tiên đoán được bộ lạc của chúng ta đâu nhỉ? Úc Nhiên không nhịn được mỉm cười, nói không chừng là vậy. Dù sao thì bộ lạc của chúng ta cũng được xây dựng khá tốt ở đây. Mana và những người khác đã biết bộ lạc của họ đã cầu được nữ vương cáo, chỉ cần xem thái độ của họ sau khi trở về là được. Từ thái độ của Mana có thể nhìn ra rất nhiều chuyện. Ừ, đến lúc đó xem tình hình đã. Thương Ấp ngẩng đầu nhìn con gái đang ngủ say trong nôi mây. Anh cúi đầu, vùi mặt vào cổ cô, nhẹ nhàng cắn một cái lên chiếc cổ trắng nõn, mềm mại của cô. Hành động nhỏ vừa tê dại vừa có chút áp bức đó khiến Úc Nhiên cứng người. Chưa kịp để cô lên tiếng, Thương Ấp đã bế cô xuống lầu, đi vào phòng tắm. Úc Nhiên, giúp anh xử lý vết thương. Xe rượu không phải vì rượu. Trong phòng tắm, hơi nước bốc lên nghi ngút, không khí mập mờ, dưới ánh mắt nóng bỏng của cáo lớn, Úc Nhiên giúp anh xử lý vết thương. Những vết thương gần như đã lành hoàn toàn không cần xử lý. Nhưng cáo lớn lại muốn cô xử lý. Đầu ngón tay mềm mại chấm thuốc mỡ, xoa lên da Thương Ấp. Sự đụng chạm dịu dàng của bạn đời khiến cảm xúc đang kìm nén trong lòng anh ngày càng khó kiểm soát. Anh nhìn Úc Nhiên với ánh mắt sâu lắng và nồng nàn. Cố gắng chịu đựng, chờ đợi, đợi cô xử lý xong vết thương cuối cùng trên người anh. Úc Nhiên xử lý xong vết thương, cất thuốc mỡ đi, nói với anh, xong rồi, với khả năng hồi phục của anh, chắc ngày mai sẽ khỏi, không để lại chút sẹo nào. Cô rất ngưỡng mộ khả năng tự chữa lành của thú nhân đực. Thương Ấp đã trải qua rất nhiều trận chiến sinh tử, cũng từng bị thương rất nặng, nhiều lần bị thương khắp người. Nhưng sau khi hồi phục, làn da lại mịn màng, không có chút sẹo nào. Thật đáng ghen tị. Ngày mai không khỏi được đâu, vẫn phải bôi thuốc. Anh nắm lấy cổ tay cô, dùng một chút lực, hơi thăm dò kéo cô vào lòng, vừa quan sát sự thay đổi trên nét mặt của cô. Sao Úc Nhiên lại không biết suy nghĩ của cáo lớn chứ? Đã nhịn rất lâu rồi. Ở đây, cách âm không tốt lắm thì phải. Cô nhìn phòng tắm đầy hơi nước, nói với vẻ mặt hơi ngại ngùng. Ngay sau đó, kết giới lan tỏa, cáo lớn dùng kết giới bảo vệ họ. Anh trực tiếp kéo cô vào lòng, hôn say đắm. Cơ thể mềm mại của cô, hơi thở ngọt ngào của cô, mùi hương của cô, nhiệt độ của cô, vẻ đẹp của cô, tất cả đều khiến Thương Ấp dần mất kiểm soát. Sự ấm áp đã lâu không gặp, sự dịu dàng đã lâu không gặp, Thương Ấp cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Một trận mây mưa, mãnh liệt, cáo lớn ăn sạch sẽ, vô cùng thỏa mãn. Úc Nhiên đau lưng mỏi gối, buồn ngủ díu mắt. Trước khi mệt mỏi đến mức ngủ thiếp đi, suy nghĩ duy nhất trong đầu cô là không thể để cáo lớn nhịn quá lâu, nếu không người chết chắc chắn là cô. Thú nhân được trưởng thành thật đáng sợ. Sau khi Úc Nhiên ngủ say, Thương Ấp dọn dẹp một cách thuần thục và dịu dàng. Tắm rửa cho cô, rồi bế cô lên lầu ngủ. Ngày hôm sau, cáo lớn tràn đầy năng lượng đi làm việc, Úc Nhiên ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao. Cô bị con gái đánh thức. Lúc cô ngủ say, con gái đói thì làm sao? Đương nhiên là gọi bố, để bố bế mình đến chỗ mẹ bú sữa. Sữa của Úc Nhiên không nhiều cũng không ít, đủ cho con gái bú. Dù sao cô cứ ngủ, con gái đói, Thương Ấp sẽ bế con bé đến cho bú. Sáng nay, lúc đi làm, Thương Ấp đã cho con gái bú sữa. Lúc này con bé lại đói. Khi Úc Nhiên mở mắt ra, liền thấy con bé đang cố gắng vặn vẹo người, rúc vào người cô. Vốn dĩ đã nằm rất gần, lúc này con gái một tay nắm lấy quần áo của cô, một tay cố gắng xoay người, muốn nghiêng người tìm sữa bú. Khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm đỏ bừng vì dùng sức quá nhiều. Úc Nhiên bị con bé chọc cười, vội vàng đưa tay ôm con bé vào lòng, cho con bé bú sữa. Sau khi con gái bú no, Thương Ấp quay về kiểm tra, thấy Úc Nhiên đang chỉnh lại quần áo, còn con gái bú no thì ợ sữa ra khóe miệng, anh biết cô đã cho con bú xong. Cơ thể vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, Thương Ấp ngồi xuống bên giường, nhìn sắc mặt hơi mệt mỏi của Úc Nhiên, ánh mắt đầy đau lòng. Úc Nhiên áy náy, chuyện này đâu thể trách cô. Tình trạng hiện tại của cô đã được coi là tốt rồi, còn nhận được phần thưởng của hệ thống, hồi phục tổn thất cơ thể sau sinh. Sẽ không bị suy nhược sau sinh, nhưng bây giờ cô vẫn đang trong thời kỳ cho con bú, con gái còn nhỏ, vẫn cần bú sữa. Bây giờ không giống như trước đây, suốt ngày đánh nhau, vận động nhiều, thể trạng không còn tốt như trước nữa. Thấy cô buồn bực không nói gì, Thương Ấp đưa tay xoa đầu cô một cách cưng chiều. Tối nay anh sẽ chú ý. Úc Nhiên hơi cáu kỉnh, im miệng đi, còn tối nay, ngày mai cũng đừng hát ỏng.